Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng để chúng ta có những cái phân tích đánh giá lại kịch bản tuần vừa qua. Sau đó thì Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu, một số các cái nhóm ngành khá là cơ bản của chúng ta, và cuối cùng thì cùng với tất cả anh chị em chúng ta sẽ có một vài các cái phân tích đánh giá nhận định về xu hướng về tình hình thị trường trong tuần vừa trong một cái tuần mới, tức là tuần cuối cùng của tháng 3. Thế thì kết thúc phiên giao dịch tuần ngày 12 tháng 3 thì cũng đã ra bản tin video số 146, trong đó phân tích đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 3. Thì thị trường của chúng ta sẽ không có quá nhiều các cái yếu tố đột biến, và cái sự vận động của thị trường chung thì nó sẽ nằm ở trong các cái biên kháng cự và biên hỗ trợ của thị trường. Thì đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây là biểu đồ VN Index của chúng ta trong tuần vừa qua, đây là điểm màu xanh. Thì trong tuần vừa qua thì cái sự vận động của thị trường thì các anh chị cũng đã quá là quen thuộc đối với chúng ta, đó là cái vùng kháng cự của VN Index, đó là vùng 1.200 điểm đây. Thì trong tuần đã có những lúc VN Index của chúng ta vượt 1.200 điểm, nhưng kết tuần này cái mốc 1.200 điểm đã không giữ được ở 1.194 điểm, và cái biên hỗ trợ cứng của VN Index của chúng ta ở đây thì vẫn là vùng 1.150 điểm. Đây là điểm kết thúc tuần. Thì trong tuần có một phiên sọt khá là sâu xuống 1.170 điểm, và sau đó lực long tiếp tục đẩy lên, tức là trong một cái biên hỗ trợ và cái kháng cự 1.200 điểm thì vẫn là vẫn còn đó của cái tuần cuối cùng của tháng 3. Thì chúng ta sẽ chào đón đánh vượt mốc 1.200 điểm hay không, thì chúng ta sẽ có thêm những cái câu chuyện trong cái tuần giao dịch cuối cùng của tháng 3. Cùng với đó thì chỉ số VN30 ở đây các anh chị cũng đã rất là quen thuộc, khi mà chúng ta nhận diện thấy rằng là cái vùng hỗ trợ của VN30. Thì trong bản tin tuần thì cũng có nói đến cái vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.185 điểm ở đây, các anh chị có thể nhìn thấy đây, và trong tuần thì có một điểm bị phá và sau đó thì lực long ở trong phiên thì như ở trong phiên là lại quay lại ở cái vùng 1.185 điểm ở đây. Và một cái điều đáng chú ý ở trong tuần vừa qua thì chỉ số VN30 và VN30 F1M thì đã chính thức là vượt cái biên trên, tức là cái biên kháng cự của thị trường. Tuần của chúng ta đây là vùng 1.195 điểm đến vùng 1.200 điểm thì đã vượt qua và đã có đến một hai tức là khoảng 3 cái nhịp test lại ở biên 1.200 đối với chỉ số VN30. Chúng ta xem chỉ số phái sinh thì tạo gáp và sau đó thì đã có một cái điểm test trong phiên ngày hôm nay gần chạm với biên trên 1.200 điểm, và sau đó thì lực long lại kéo lên ở vùng 1.208 điểm. Như vậy thì nếu như xét về các cái yếu tố về kỹ thuật thì cả hai chỉ số VN30 và VN30 F1M có vượt thoát vùng kháng cự trên. Tuy nhiên cái mức độ vượt thoát nó chưa lớn và nó chưa mạnh. Cái câu chuyện chưa lớn và chưa mạnh thì tí nữa chúng ta sẽ đào sâu để chúng ta sẽ nói ở cuối cái phần bản tin từ đâu. Đó, sau khi mà chúng ta đi view các cái nhóm ngành thì chúng ta mới thấy được là vì sao mà cái chỉ số chung của thị trường nó không có quá nhiều các cái động lực để đánh break vượt ra khỏi những cái vùng kháng cự, mặc dù là rất là lâu rồi đúng không ạ? Ở cái vùng này nếu mà không nhầm thì khoảng 4 tuần, 4 đúng rồi, 4 tuần giao dịch là mãi là chúng ta không có thể vượt thoát qua được cái vùng kháng cự này. Thì đấy là cái tín hiệu khởi sắc nhất của thị trường của chúng ta, đấy là trong tuần vừa qua thì chỉ số VN30 và chỉ số VN30 F1M nằm trên biên kháng cự cao nhất của thị trường 1.200 điểm, còn đối với chỉ số VN Index thì vẫn còn đó cái mốc 1.200 điểm thì vẫn chưa có thể vượt qua. Và trong cái bản tin video số 146 thì cái phần cuối của bản tin thì cũng có chia sẻ là cái động lực nào thì có thể kéo thị trường vượt cái mốc 1.200 điểm. Thì cái động lực duy nhất mà cũng có đề cập ở trong cái bản tin tuần cũ thì các anh chị có thể xem lại, đó là nhóm banh. Duy nhất chỉ có nhóm banh ở thời điểm hiện tại có thể kéo thị trường đi lên vùng 1.200 điểm. Và cái sự kéo đi lên đó thì nó phụ thuộc rất nhiều đến những cái mã cổ phiếu mà đã có những cái dấu hiệu đánh vượt đỉnh và có những cái tín hiệu test cung, thì tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích về nhóm banh. Thì như vậy là trong tuần vừa qua, như vậy về cơ bản nó là tích cực.
Còn về cái dòng tiền mà để chúng ta đánh giá cái sự lan tỏa dòng tiền ở trong tuần vừa qua của trên tất cả các mặt trận và trên tất cả các nhóm ngành thì gần như không có. Cái phiên mà VN30 phiên VN30 và phái sinh vượt được cái mốc kháng cự, vượt được cái mốc kháng cự 1.195 điểm, 1.195 điểm. Đó là phiên mà banh nhảy gáp và những cái mã cổ phiếu banh đã đánh vượt đỉnh thì trong cái phiên giao dịch hôm đó giao dịch rất là khởi sắc, và chúng ta tí nữa thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá đó. Và duy nhất là động lực để giúp cho thị trường của chúng ta có thể vượt thoát được cái mốc 1.200 điểm. Vậy thì khi mà VN30 và phái sinh đã vượt thoát mốc 1.102 điểm rồi thì những cái nhóm ngành nào, những cái ông nào sẽ giữ nhịp cho thị trường ở trên cái vùng 1.200 điểm này, nó rất là quan trọng. Bởi vì câu chuyện là chúng ta lấy được qua hai vùng 1.200 điểm rồi, nhưng giữ được ở trên đó, xây một cái mặt bằng mới để VN Index có thể tiến xa hơn những cái vùng kháng cự cao hơn, thì nó phụ thuộc rất lớn đến cái yếu tố nền. Nó mà cái yếu tố nền đó thì nó sẽ đến từ, cơ bản là sẽ là từ nhóm banh, từ nhóm trụ. Nhóm banh và nhóm trụ đấy là hai cái nhóm cơ bản nhất. Sau đó thì nó sẽ lan tỏa thêm một số các cái yếu tố về mặt kỹ thuật của các cái nhóm ngành khác. Ok, thì đấy là toàn bộ cái kịch bản về thị trường trong tuần vừa qua. Và bây giờ ông Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành cơ bản để chúng ta xem là một tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh và một cái tuần giao dịch thứ ba của thị trường thì nó đã có những cái diễn biến như thế nào. Thì bản tin tuần thì mỗi tuần mới có một cái bản tin. Đó, mỗi tuần nó mới có một bản tin. Thì hiện tại Lùng có set up một số các cái team cộng đồng, thì các anh chị có thể mở ở dưới các cái bản tin tuần đó, bấm vào cái phần hiển thị thêm. Thì hiện tại là cái link của R7 nó đang bị tràn nên là Hùng đã đẩy cái R7 xuống dưới và sẽ đẩy cái R8 lên trên, và các anh chị có thể tham gia các cái team cộng đồng. Và trên cái team cộng đồng đó thì Hùng có chia sẻ một số các cái phân tích hàng ngày trên trên cái team không chat không sâu chuyên sâu NO02. VIX, đối với VIX đây, cái điểm màu xanh này chính là cái điểm mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch ngày 12 tháng 3 các anh chị nhé. Thì chúng ta đánh dấu vào đây để chúng ta xem cái tuần giao dịch đó, năm cái phiên giao dịch của cái tuần mới thì cái diễn biến của cổ phiếu nó sẽ như thế nào, thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá. Đối với VIX thì thời điểm hiện tại cũng đã có chia sẻ với tất cả anh chị em rồi, đó là biên hỗ trợ vùng 104.5 và biên kháng cự của em này ở vùng 110 đến khoảng vùng 110 1.5, thì hiện tại thì VIX đang đi ở trong cái biên này. Các tín hiệu kết tuần của VIX như thế này thì tương đối là đẹp, và chúng ta sẽ kỳ vọng tuần mới thì VIX sẽ chạm vào cái vùng kháng cự. Vinhome đến thời điểm hiện tại như thế này nó là hơi xấu các anh chị, hơi xấu. Khi mà cái vùng ở đây chính là cái vùng 100 đến vùng 102 thì Vinhome đã không thể giữ được. Và trong một cái kịch bản mà chúng ta phân tích một cái sóng xuống ở đây trong bản tin tuần cũ thì cũng có lấy cái vùng đây này, vùng 95 là vùng hỗ trợ, thì đã có một phiên là Vinhome nhún lại về vùng này. Trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì chúng ta cũng chưa có quá nhiều cái dư địa của Vinhome. Đó, thì chỉ kỳ vọng là em này em đi ngang ở quanh như này, nó đang tạo thành những cái cây nến rút chân nho nhỏ ở đây này, quanh vùng 97 đến vùng 98. Nó chưa có nhiều dư địa. Vincom thì theo thì ngày hôm nay nó có một cái lực bán ở ATC khá là bất thường, có thể là do quỹ ngoại nó cơ cấu, chính vậy nên là cái cây nến này thì chúng ta sẽ không sử dụng để phân tích kỹ thuật. Còn về cái biên của Vincom thì theo thì nó vẫn giữ được cái biên 34 đến vùng 34.5 ở đây, và cái biên trung bình ở khoảng vùng 34.4. Thì phiên ngày thứ hai tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát cái câu chuyện là cổ phiếu này nó có thể lấy lại cái vùng ở đây, đó là cái vùng 34.3, đấy là cái biên trung bình của nó. SAB, và sau đó thì đi phân tích Vinamilk. Cổ phiếu Sapeco đến cái thời điểm hiện tại đây thì phiên ngày hôm nay trong phiên ATC thì đã kéo lên. Nó có một cái vùng hình thành, một cái vùng ở đây là vùng 177 đến vùng 179, và thời điểm hiện tại thì cũng không có khuyến nghị đầu tư Sapeco, bởi vì bản thân cổ phiếu này nó mang những cái yếu tố tạo lập về mặt thị trường chung. Còn cái thời điểm nào mình nhận diện thấy là chúng ta có thể uống bia được thì cũng sẽ khuyến nghị các anh chị của chúng ta có thể tham gia. Còn kỳ vọng trong cái kỳ vọng ngắn đó là Sapeco kéo lên và nó sẽ test lại cái biên ở đây, đó là biên 177 không gãy.
Biên 177 không gãy này thì kỳ vọng là nó sẽ ổn định ở đây, và khi mà Sapeco kéo long thì đấy là một cái câu chuyện nó sẽ giữ nhịp cho thị trường rất là tốt, thì kỳ vọng ở vùng 177 của Sapeco không gãy. Vinamilk trong thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều dư địa các anh chị, chưa có nhiều dư địa. Vùng hỗ trợ của Vinamilk ở đây là vùng 100 và vùng kháng cự ngắn ở đây là khoảng vùng quanh vùng 103 đến vùng 103.5. Trong những cái nhịp mà Vinamilk đang đánh ngắn như thế này thì nó cũng chỉ đi những cái nhịp ngắn như vậy, thì các anh chị mà có tham gia Vinamilk thì chúng ta chú ý cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự để chúng ta có thể lướt lát ở trong một cái nhịp rất là ngắn. Cổ phiếu GTN đã đưa cho các anh chị ở đây một cái vùng hỗ trợ 23.5 đến vùng 24, và kỳ vọng về đến đây thì cổ phiếu này sẽ bật lại. Hai tín hiệu phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu thì cũng có thể là những cái tín hiệu đầu tiên để kỳ vọng cho GTN bật lại. Và đến thời điểm hiện tại thì GTN đánh nó cũng đánh ở trong một cái biên tương đối hẹp. Kháng cự của nó ở đây này, kháng cự của nó ở đây đâu có khoảng vùng 26, thì các anh chị mà mua ở vùng thấp thì canh ở quanh vùng 26 để chúng ta chốt. VLC trong hệ sinh thái của em này thì cũng có nói đến con VLC, anh chị chúng ta sẽ chú ý đến con này. Con này thì nó đánh, các anh chị nhìn chart này thì nó rất là khó chịu. Tuy nhiên trên góc độ trung và dài hạn cũng có nói như vậy. Thì ở vùng 38.5 này chúng ta sẽ bắt đầu gom một điểm này. Có thể là cổ phiếu nó sẽ có chỉnh giảm lại những cái vùng hỗ trợ này, và cách mua thì chúng ta chia nhỏ điểm mua ra để chúng ta có thể gom được cổ phiếu này, và chúng ta gom để chúng ta đánh dài. Và các anh chị chú ý giúp cùng con VLC. Phân tích một số các mã ngành hàng không. VLC hôm nay lại bị đạp à? Bị đạp sao, lực đạp bất thường ấy nhỉ? Cũng có khả năng là đến từ khối ngoại thôi. Thì VLC thì cũng có nói đến với các anh chị ở đây, đó là cái vùng 135 này đang là cái vùng kháng cự ngắn, và cả một tuần thì VLC đi ngang ở đi đi dưới cái biên kháng cự này, và do một cái lực cầu suy yếu thì những cái câu chuyện là nó bị đạp thì nó sẽ tức là khi mà nó đi bám biên dưới thì thường đấy là cổ phiếu nó bị suy yếu. Đó thì trong một cái kênh tổng thể thì chúng ta đang nhìn về vùng hỗ trợ 129 đến vùng 131, vùng này thì chúng ta đã có đưa phân tích cho các anh chị như trong bản tin tuần trước thì chúng ta đã nói đến cái vùng hỗ trợ này. Thì phiên ngày hôm nay thì VTC bị bán tương đối mạnh, và đây một cái tín hiệu nó hơi xấu thôi, là chúng ta có xấu hay không thì chúng ta phải quan sát tiếp cái vùng 129 đến vùng 131 trong phiên giao dịch tuần tới. HVN thì tích cực hơn so với VTC trong nhóm ngành hàng không, sau khi mà cổ phiếu này có những cái điểm test cung hỗ trợ ở đây các anh chị, 29 đến 29.5 là vùng mùng đã có phân tích cho các anh chị rồi, và những cái nhịp hồi lên thì nó sẽ có những cái nhịp test trả cung, và mục tiêu trong mục tiêu tuần á, trong mục tiêu tuần thì chúng ta nói đến cái target ở đây là vùng 31.5. Ở phiên ngày hôm qua thì đánh vượt 31.5, và phiên ngày hôm nay thì tiếp tục mở gap với lực cầu khá là bất thường. Hai phiên kết tuần khi có những phiên đánh vượt này thì lực cầu của HVN khá là bất thường, chính vì vậy nên lực cầu lớn nên đã đưa cổ phiếu break khỏi cái vùng mà chúng ta phân tích là vùng 31.5. Thì với xu hướng hiện tại thì HVN hoàn toàn có thể cán lại cái vùng ở đây, nó khoảng quanh vùng 34.5 đến khoảng vùng 35. ACV chưa có những cái tín hiệu đột biến, lực bán tương đối mạnh nhưng mà chưa gãy hỗ trợ 74 đến 75, tiếp tục quan sát ở vùng này. Cổ phiếu AST. AST thì trong bản tin tuần chúng ta có nói đến cái vùng hỗ trợ 62, và chúng ta tạm thời chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái vùng hỗ trợ này. Bởi vì nhìn thấy như thế này thì nó lực cầu thì đang thấp này, đường dòng dòng tiền thì đang đi xuống này, tín hiệu MACD đang cắm đầu đi xuống thì cổ phiếu rất khó tăng. Thường nó sẽ đi ngang hoặc thiên về cái kịch bản chỉnh giảm, thì AT chúng ta sẽ lấy vùng hỗ trợ là vùng 62. BVH. BVH phiên ngày hôm nay trong phiên thì break được cái vùng ở đây là vùng 62, nhưng khả năng ATC lại bị đẩy nên là nó lại về vượt lại về cơ bản là trên cái vùng 60 một tí. Thì đối với BVH ở trong thời điểm hiện tại là đang đánh ở trong một cái biên ngắn, thì biên ngắn ở đây đó là biên hỗ trợ ở đây là biên 57.5 và biên kháng cự của nó ở đây là biên 62. Về mặt lý thuyết, nến tuần đóng như thế này thì cổ phiếu này chưa vượt thoát vùng 62,
và chúng ta sẽ quan sát thêm các cái yếu tố về mặt kỹ thuật là xem là BVH có lấp gáp lại ở cái vùng 62 cộng hay không. Đó, bởi vì phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà vol gần như là cao gấp 3 trung bình 21 phiên, đó là một phiên bất thường. Và thường là khi mà có một cái tín hiệu bất thường như vậy thì chúng ta sẽ không sử dụng nó để làm phân tích kỹ thuật. Chúng ta sẽ chờ phiên giao dịch tiếp theo. Hệ sinh thái của Mansan gồm có MSN, thì MSN có nói rồi, đi ngang ở trong biên hẹp. Và trong cái biên hẹp đó thì được hiểu ở quanh vùng 90 là kháng cự và hỗ trợ của biên này là biên 85 đến biên 86.5. Và dự kiến thì đây, cái mô hình cũng đang mô phỏng cái cách đi của Mansan đến thời điểm hiện tại thì nó cũng khá là chính xác các anh chị. MML đó thì cái cổ phiếu này có phân tích, có khuyến nghị và cái cách đi của nó từ vùng hỗ trợ đây các anh chị 50 và cái target vùng xây cho nó là vùng 55. Thì trong tuần là về lý thuyết là đã đạt 55 cộng, 55 cộng và sau đó thì nó có một kia phiên chỉnh giảm đây. Vùng 53 nó giảm về vùng 53 và lại kéo lên thì trong ngắn hạn thì khả năng thì nó sẽ lình trình ở quanh cái vùng ở đây, đó là khoảng vùng 53 đến vùng 55. Canh chốt thôi, các điểm mua không có nữa. MSR thì đây nó cũng đơn giản như vậy thôi. Vùng hỗ trợ của nó đây vùng 20 đến vùng 20.8 và cái biên kháng cự của nó là biên 23.5 là max. Thì trong tuần thì cái target 23.5 đã đạt được và sau đó thì nó có một cái điểm giảm kỹ thuật ở đây. Thì những cái điểm giảm này mà không gãy, nói chung là nôm na là không gãy vùng 22 thì cái cơ hội để mà MSR kéo lên, MSR kéo lên đây là còn. MWG nó đi khá giống với thằng VDC. Trong tuần vừa qua này nó đi biên dưới của cái vùng, chúng ta tạm coi vùng 135 đến vùng 155 là vùng kháng cự, bởi vì khi mà cổ phiếu test nền á mà test bị gãy xong mà nó lại quay lại cái nền cũ thì đây sẽ là kháng cự. Trong tuần phiên ngày hôm qua có một cây cây nến khá là sâu sau đó thì kéo lên. Tín hiệu MWG chưa có nhiều dư địa, chưa có nhiều dư địa. Tiếp tục quan sát ở vùng 133 đến vùng 135. P&G, chúng ta sẽ nói sâu hơn đến câu chuyện về P&G. Thì P&G là một cái mã cổ phiếu mà đây sẽ zoom nhỏ lại anh chị, chúng ta phân tích một cái sóng lên ở đây và đưa được cái target về đến cái vùng vùng 83 đến vùng 85 là cái vùng target dài ở đây. Và gần như là trong những cái tuần vừa qua thì P&G đánh ở trong cái biên này và gần như là cũng không gãy trong cái biên kỹ thuật. Thì chúng ta nhìn ở một cái góc độ nó trung hạn hơn thì rất có thể kỳ vọng đây là một cái giai đoạn mà P&G sẽ tích nền, tức là ai bán sẽ bán và sẽ có một cái lượng ý đồ về mặt tạo lập từ vùng 75, thì chính xác nó phải là từ vùng 75 đến khoảng vùng 85 ở đây, thì đây sẽ là một cái vùng mà P&G nếu khỏe nó sẽ không test lại 75 đâu và từ đây thì nó kích để nó đánh lên, kích để đánh lên và đang kỳ vọng một cái xu hướng về mặt kỹ thuật của PNG như vậy, nên là các tài khoản mà đang cầm PNG thì các anh chị sẽ tiếp tục cầm và có một cái lực cầu mà vượt thoát được những cái vùng 85 với một cái lượng vol tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì chúng ta hoàn toàn có thể mua thêm, hoàn toàn có thể mua thêm. Rồi, nhóm cổ phiếu nhựa gồm có nhựa Bình Minh. Bình Minh cái tuần thế này hơi xấu, chưa thực sự là xấu hẳn nhưng mà về mặt kỹ thuật là mất mốc 61 thì được xếp là xấu, bởi vì cái biên 61 đến biên 62 là cái biên hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng để có một cái lực bật lên. Thì trong cái phiên ngày thứ hai tuần tới sẽ là cái phiên xác nhận xem là Bình Minh có đi tiếp được nữa hay không, hay là bước vào pha xu thế chỉnh giảm. Nếu đi tiếp được thì ông phải lấy lại trên cái vùng 61 cộng, còn nếu như có một cây nến xác nhận ở đây thì như vậy thì chúng ta phải tính toán đến một cái kịch bản là Bình Minh sẽ đi về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là khoảng quanh vùng 59, thì những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm chúng ta phải có những cái phương án xử lý đó, chúng ta xem thử là nếu về đến 59 thì tôi cái mức độ chịu chịu lỗ của tôi chịu được nữa không, đó ví dụ như vậy, hay là đến cái vùng đó là tôi bị call margin hoặc bị call for sell vân vân và vân vân, thì tất cả những bài toán về cân cái tỷ lệ tài khoản nó rất là uyển chuyển trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Cổ phiếu ba con a có phân tích một sóng lên khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm hiện tại thì
cái target mà cuối cùng mà chúng ta đang xây đó là vùng 17 năm đến vùng 18. Phiên này đi được đến đâu ạ? 17.4, suýt soát tí nữa thì nhô đầu lên được đến đây, đúng không ạ? Và vì nó về đến gần cái vùng kháng cự đây nên là nó có đến 3 4 phiên là nó đi và nó đi tích lũy lại, thì với quan điểm kỹ thuật cùng thì ba con A không gãy vùng 16.5 thì chúng ta tiếp tục cầm. DAG mục tiêu là đi về vùng 7.7, thế mà đi được đến về vùng 7.5 thì đang chỉnh giảm lại về mặt kỹ thuật. Thì một số anh chị có hỏi là bây giờ có bán không, thì cái đó thì nó hơi khó bởi vì là mỗi người nó có một cái kỳ vọng khác nhau. Có người chỉ kỳ vọng đến 7.5 là thế là họ bán rồi, còn có người kỳ vọng lên 10 mới bán cơ đó. Thì cái câu hỏi là có bán được không nghe nó khó, nhưng mà hỏi là vùng nào là vùng kháng cự thì Hùng có thể trả lời cho các anh chị được, đó là vùng 7.7 là cái vùng kháng cự tương đối mạnh. Thì tín hiệu kỹ thuật ở đây như vậy là Hùng đang quan sát lại cái vùng 7.12, tức là vùng 7 đến vùng 7.12 dự kiến là DAG sẽ có một cái nhịp chỉnh kỹ thuật về đây đó. Và cái nhịp chỉnh kỹ thuật này thì không được gãy đó, nếu mà gọi chỉnh kỹ thuật tức là ông phải nằm ở trong cái biên này thì cái cơ hội để mà DAG kéo tiếp là còn. Và quan điểm của Hùng thì Hùng vẫn đang 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 thiên theo cái kịch bản là nó sẽ test cung ở trong cái biên hỗ trợ này trước khi mà nó có một cái nhịp đánh tiếp theo. Ở cổ phiếu PLP khá là có duyên đó, và bây giờ chúng ta phân tích một cái sóng lên ở đây đẹp rồi. Cái target mà chúng ta đang để ở đây trên bản tin tuần như Hùng nhớ là khoảng vùng 12 đúng không anh chị? Các anh chị có thể xem lại. Thì bây giờ đã được 11.65 rồi, sau khi mà nó test cái điểm hỗ trợ này này. Tức là ngày xưa là ta xây target lên 11. Đó, và từ 11 thì chúng ta lại đẩy lên vùng 12, và nói chung thì em này khoảng vùng 12 cộng. Đó, miên man lắm thì được 12.3, 12.5 ở đây mà là chúng ta bắt đầu chúng ta chốt là hợp lý rồi. Còn chốt xong nó tăng đấy là việc của nó, đúng không ạ? Chúng ta dành một cái phần quà cho người đến sau. Đó, rất là tốt và phải cảm ơn là chốt cổ phiếu xong cổ phiếu tăng. Đó. Chứ các anh chị đừng có chốt cổ phiếu xong mà các anh chị cứ toàn mong nó sập sàn rồi mong là người sau mua là coi như há hốc mồm, thế thì không vui rồi đúng không ạ? Bởi vì trước khi mà chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta cũng mua của người khác mà đúng không? Và chúng ta mua người khác xong thì cổ phiếu nó tăng thì đấy là cái lộc của chúng ta. Đó thì chúng ta bán xong mà nó cổ phiếu nó tăng tiếp thì lại thôi dành cái lộc cho người đến sau. Đấy, cái đấy là cái rất là nhân văn. Và chính cái đó nó hình thành nên một cái tư tưởng của chúng ta trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Và chúng ta cứ chốt lãi, bởi vì khi chúng ta chốt lãi là chúng ta đưa tiền về tài khoản và cái tiền chốt lãi mới là tiền của chúng ta. Còn cái tiền ở trong cổ phiếu là tiền của thị trường, nó có thể lấy bất cứ lúc nào của anh chị. Có thể lúc sáng anh chị đang còn nhưng chỉ chốc chốc một lát 5-10 phút buổi chiều nó lấy sạch của anh chị luôn. Đó là câu chuyện rất bình thường nên là cứ chốt lãi là không bao giờ có sai cả. J thì chúng ta có nói đến cái mốc hỗ trợ 55 và kết tuần thì J lại lấy lại được cái vùng 55 với một cái lực cầu tương đối khá gần gấp đôi trung bình 21 phiên. Đó thì với một cái lực cầu như thế này thì chúng ta cũng chưa thể đánh giá được. Đó, một phiên không nói lên một cái thế trận của cổ phiếu và khả năng thì sang tuần tới J sẽ có những cái điểm test lại quanh 55, cũng sẽ có thêm đánh giá về J. Một số các mã ngành cổ phiếu công nghệ, anh đầu ngành thì đã bị anh thứ hai vượt mất rồi, nhưng không sao cả, đúng không ạ? Rồi, FPT chúng ta có nói đến cái vùng hỗ trợ dài ở vùng 75 và vùng kháng cự ở đây là vùng 8x. Thì trong tuần FPT chính thức đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu là 8x rồi. Vậy thì sau khi hoàn thành cái vùng giá này thì FPT đang có 3 phiên test và ông dự là những cái phiên test nó có thể test sâu về đến khoảng vùng 78 năm. Về đến vùng này chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu đảo chiều của pha xu thế đảo chiều. Thì nếu như sau đó thì Hùng sẽ có những cái phân tích về mặt kỹ thuật để Hùng sẽ giúp cho các anh chị nhận diện những cái sự đảo chiều. Đây là một cái sự đảo chiều các anh chị. Sau một phiên giảm mạnh và nó xuất hiện một cây này gọi là cây doji đó, thì cái tín hiệu đảo chiều của cổ phiếu này rất là cao. Đó, về 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 phân tích kỹ thuật các anh chị nhé, những cái này nó rất đơn giản. Hoặc là vào đây sau ba cái cây hammer gọi là cắm đầu đi xuống và nó xuất hiện một cái cây nó lấp lại cái cây hammer trước đây thì đây cũng là một cái tín hiệu đảo chiều đó. Chính vì vậy nên là từ đây Hùng mới phân tích một sóng lên đó, câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy. Vậy thì các anh chị của chúng ta cũng sẽ bây giờ nó đang chỉnh này đó, thì ở đây nó chắc chắn nó sẽ có tín hiệu để nó xác nhận rằng là ông chỉnh xong chưa hay ông chỉnh tiếp đó. Cái câu chuyện về phân tích kỹ thuật nó là như vậy. Thì FPT quan sát quanh vùng 78.5, DGW
DVGW rất là mạnh mẽ. Trong cái nhịp này thì cũng đã đưa cái target của DG lên test lên vùng 134 và trong tuần thì nó đạt được vùng 131.5. Sau đó thì đang test lại ở đây, vùng 120 là vùng hỗ trợ anh chị nhá, thì khả năng là cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test lại. Bởi vì bắt đầu từ cái điểm điểm này sang đến đây là dòng tiền bắt đầu cắm đầu. Đó, dòng tiền bắt đầu cắm đầu thì nó thể hiện cái sự suy yếu của dòng tiền, và khi dòng tiền suy yếu thì thường cổ phiếu nó sẽ chỉnh. Đó, nôm na như vậy, và dòng tiền nó cần phải tạo được đáy. Đó. Có những cái tín hiệu tạo đáy dòng tiền. Đây các anh chị, tín hiệu tạo đáy dòng tiền xong thì cổ phiếu nó cũng sẽ túc tắc nó đi lên. Rồi. Cổ phiếu CMG 134 cây nó đạt được cái vùng target của chúng ta. Đó, cái cách đánh là như vậy. Thì CMG trong một cái đoạn dài ở đây nó tích lũy ở cái nền 33 đến nền 33.5 đúng không ạ? Cũng nói với các anh chị rồi là cổ phiếu này chúng ta không vội được đâu. Đó, nó đánh khoảng tầm độ 3 4 cây đây và 2 tuần, cứ cho 2 tuần đi. Đó, từ vùng 33 nó đánh lên vùng 39 là 6, tính em là 6 trên 33. Ok các anh chị, 18%, 18% trong vòng 2 tuần thì như vậy nó cũng sẽ bằng cho target của chúng ta 1 năm rồi. Đó, thì chúng ta không có vội vàng gì cả, và cái cổ phiếu này lướt rất là hay nếu như mà các anh chị nắm được những cái điểm nhấn kỹ thuật. Và bản chất cái lúc mà bản tin tuần, các anh chị xem lại bản tin tuần đi. Đó, bản tin tuần ở đây này thì cũng có nói đến cái việc là cổ phiếu CMG dự chỉnh khoảng vùng 35. Đó, dự chỉnh khoảng vùng 35 thì đây, cây thứ hai nó chỉnh về 35 sau đó bật lên. Đó, thì target của em này thì cũng không có gì thay đổi cả, vùng 39 40. Đó. Đó, về đến vùng kháng cự thì quan sát tiếp. ITD. ITD thì đây chúng ta sẽ xem trên nến tuần nó dễ. Cổ phiếu này thì Hùng view ở góc độ trung hạn. Và cái điểm view của góc độ trung hạn đâu đó từ vùng giá dưới này, từ vùng thấp ở dưới này và đến thời điểm hiện tại thì đang đặt mục tiêu ở vùng 14. Đó, view trung hạn. View trung hạn từ vùng 9, vùng 93 đây này. Đó, mà chúng ta đang đặt mục tiêu 19, tức là 6 trên 9. Nếu mà đạt được 19, đạt được vùng 14 thì như vậy là chúng ta đã đạt được một cái tỷ lệ lợi nhuận tương đối ổn định và tương đối cao đúng không ạ? Nhóm ngành công nghệ có cái mã tự dưng quên mất, ICT. ICT, cái con ICT này nếu nắm được cái đặc tính của nó thì mình cũng rất dễ đánh. Và trong một cái nhịp mà phân tích một sóng lên đây thì cũng đang lấy cái vùng hỗ trợ của nó 21.5, đến thời điểm hiện tại là nó đã hoàn thành cái vùng mục tiêu 24. Sau khi nó lên 24 rồi ấy, thì rất có thể là nó sẽ trả lại khoảng tầm 3 4 cây ở đây, nó trả lại và nó lại kéo tiếp. Đó, đặc điểm đi của con này nó như vậy. Đó, nó trả tiếp thì đang đó trả khoảng vùng 23 không gãy là đẹp. ICT trả khoảng vùng đấy. MFS hiện tại là đang canh để vào và đang có những điểm test đẹp, đang canh điểm vào 134.5. Con này ở trên một cái góc độ về trung hạn là ổn định các anh chị nhé, là ổn định, và con này cũng là góc nhìn về trung hạn, và anh chị của chúng ta xem được bản tin cùng thì có thể canh để chúng ta mua. Con LC, con LC thì nó cũng nằm ở trong cái danh mục này thì chúng ta sẽ phân tích luôn. Con LC á, con LC này này thì cái tính đầu cơ của nó rất là cao, và chính vì vậy nên là sau khi mà nó có cái tín hiệu vượt thoát vùng 12.5 với lực cầu khá thì cũng có nói đến LC để 18 tháng 2, 16 tháng 3, 16, ngày 16. Ngày 16 tháng 3 LC làm nhịp xổ số. Ở ngày 16 tháng 3 đánh bay cái vùng 12.5 rất là thuyết phục và có những cái điểm trả gáp thì chúng ta phải vào ngay. Đấy, vào ngay để chúng ta đánh một cái nhịp xổ số. Và cái nhịp xổ số đấy chính là cái nhịp mà chúng ta đã đánh một cái trận đánh dài rồi thì chúng ta sẽ gom thêm, và trong cái nhịp này thì không cẩn thận LC sẽ có thể đạt được ở cái vùng 16. Thoát vùng 16 thì có thể lên đến vùng 18. Đó, LC đang đánh những cái sóng rất là dài. Bản thân trước đây thì cũng đã đánh LC một nhịp rồi. Và sau khi chỉnh giảm kỹ thuật ở đây thì cũng không có khuyến nghị bắt lại. Nhưng mà đến cái đoạn mà vượt thoát vùng 12 đây, 12.5 thì đã khuyến nghị bắt lại ngay ở trong cái tuần giao dịch mới ở đấy. Thì con LC đang rất là đẹp.
Rồi chúng ta view nhanh qua một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp, bởi vì nhóm ngành này thì đến thời điểm hiện tại ông cũng chưa nhìn thấy có quá nhiều động lực. Đó, Novaland đấy, thấy chưa, nó cũng chỉ như vậy thôi, và vùng ở đây không có gì thay đổi, 77, và vùng kháng cự đây đây khoảng vùng 84 85. Cô tích công sau một điểm đánh break nền lên thì em này đang đi ngang tích lũy ở quanh vùng 77 đến khoảng vùng 79, và với một cái tín hiệu đi ngang như này thì phải tiếp tục quan sát thôi, không còn bằng con đường nào khác. Cổ phiếu HTN, HTN nó có một cái điểm nhấn kỹ thuật ở trong tuần vừa qua, khi mà cổ phiếu này break vùng 45 thì cũng đã hình như cũng có phân tích lại ở trên 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 Zoom không chat thì có phân tích, bởi vì cổ phiếu này là cổ phiếu view dài mà. Ngày 16 tháng 3 đó thì có đề cập lại cái tín hiệu kỹ thuật nền khi mà cổ phiếu HTN thoát vượt thoát ở vùng ở đây vượt thoát ở vùng 45 ở đây thì Hùng có đánh giá những cái ý đồ đó, và các cái tài khoản mà đang cầm thì canh các cái nhịp test cung lại không gãy và chủ động mua thêm vị thế, bởi vì cái tín hiệu kỹ thuật của em này như vậy là tốt rồi. Thì mục tiêu của HTN trong nhịp này sẽ đánh về khoảng vùng 5x, 5x được. Với ý đồ này thì HTN sẽ đi tiếp, và cái cách đi của nó thì nó đây các anh chị có thể nhìn thấy những cái vùng đi mà có xây dựng một cái đường đi của nó khá là ổn. Đó thì nó sẽ đánh dẫn lên, sau đó thì nó sẽ trả cung lại một tí. Nó trả cung lại một tí và nó sẽ dùng lực để nó đánh break vùng 50, ví dụ như vậy. Thì đấy là cách đi của ở những cái mã cổ phiếu theo những cái trend dài. HDC ở thời điểm hiện tại thì sau khi break rồi, đó, break nền rồi. Nhưng mà cái lực đi thì nó cũng chưa thực sự mạnh, mục tiêu thì về được khoảng vùng 48, nhưng mà phiên ngày hôm nay cái phiên này là về được khoảng vùng 46 8 thì nó bị đổ lại. Với tín hiệu này thì nó vẫn chưa thể chạy ngay được đâu, nó sẽ test lại biên ở khoảng 43 đến 44.5 ở đây. Đó, như vậy thì nó sẽ phải lừng khừng ở trên cái vùng này một tí trước khi mà nó xuất hiện được một cái sự đồng thuận về dòng tiền. Tức là sẽ đánh ở trong một cái biên ngắn trước khi mà nó có cái dòng tiền xác nhận đánh ở đây, thì cái đầu chúng ta có thể canh để chúng ta chiến đấu tiếp. Cổ phiếu HDG, những cái điểm trả cung chúng ta có nói đến quanh vùng 46, và trên thực tế thì bây giờ đang đóng cửa vùng 47.5. Cho một cái mục tiêu ở vùng 5x và HDG thì cái vùng mục tiêu 5x thì khả thi. Đó, bởi vì đánh như này tức là nó vẫn nằm được ở trên cái vùng đây các anh chị, nó vẫn nằm được trên cái vùng 46 cộng, như thế là tốt. Tiếp tục cầm nắm. Cổ phiếu HBC bây giờ là chúng ta sẽ xem cái biên 18 đến biên 18.5. Về mặt lý thuyết khi mà cổ phiếu này gãy vùng 18 thì có thể bán ra rồi. Đó, có thể bán ra bởi vì là chúng ta đã có một cái nhịp phân tích, một cái nhịp sóng ngồi bên này, thì khi chạm được về đến những cái target và thiết kế cái vùng 19 đến khoảng vùng 19.5, đây là vùng kháng cự mạnh của HBC, thì hoàn toàn là chúng ta có thể chốt ở trên này. Thì bây giờ trong về ngắn hạn, trong tuần giao dịch mới, các anh chị quan sát vùng vùng 18 18.5. Tín hiệu đường MACD thì đang hơi xấu một tí, thì để chúng ta xem là cái vùng 18 này nó ổn định. Đó, ổn định, và trong một cái góc độ về mặt kỹ thuật đó, trong một cái góc độ về mặt kỹ thuật thì nếu mà HBC mà break được cái nền 19.5 đến nền 20 ở đây thì nó cũng sẽ trở thành một cái hiện tượng giống như nhóm banh. Tức là sau khi mà nhóm banh break đỉnh tất cả các mã cổ phiếu của ngành rồi thì đến nhóm xây lắp. Đó, đến nhóm xây lắp thì nhóm xây lắp cũng đang có những cái dấu hiệu, ví dụ như là HDC, ví dụ như là HDG, rồi bây giờ HTN thì đương nhiên rồi. Đó, rồi ví dụ như bây giờ là đang có những cái manh mún của HBC, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái nền hỗ trợ 18 18 năm của nó ở đây. Đạt Phương thì quan sát vùng 30 đến 30 30.5 đến nền 31, vol đang thấp. Tín hiệu đường MACD đang có pha đảo pha như này thì đấy là cái sự suy yếu của cổ phiếu. CRE đến thời điểm hiện tại là đã đạt cái vùng giá mục tiêu trên bản tin phân tích tuần 28 trên 28, dự thì khả năng là nhịp này nó cũng sẽ kéo về vùng 3x. Còn có đánh vượt thoát vùng 3x hay không thì ông lại cần thêm cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta phân tích tiếp.
Đó, thì cái nhóm xây lắp bây giờ là cũng đang có dấu hiệu là đồng loạt đánh break đỉnh để giữ trên vùng 1.200 điểm. Hay đấy, cái kịch bản này khá là hay. CCL, đó, CCL thì vẫn tiếp tục đi thôi. Quan điểm của Hùng thì CCL sẽ đánh về khoảng vùng 16. Mà nó tích lũy ngang được cái nền này càng lâu thì vùng 16 nó sẽ đánh rất nhanh và nó sẽ đi về vùng 18 luôn. Nếu cái vùng tích nền ở quanh vùng 15-16 này đủ lớn. Tức là cũng chưa cần phải vội vàng. Đó, còn góc độ kỹ thuật là vùng 14 nhá. 14 mà không gãy thì cứ thế nắm. Đấy là tín hiệu kỹ thuật của nó. C2, C2 thì đây các anh chị cho các anh chị rồi, vùng 23 là hỗ trợ. Đây có một cây kéo lên rồi chạm xuống lại kéo lên. Phiên kết tuần thì đóng cửa vùng 24 với lực cầu khá. Mục tiêu thì C2 cũng sẽ cán lại ở đây ở 24.5, đấy là vùng kháng cự của nó. Và C2 cũng kỳ vọng đánh vượt đỉnh các anh chị, đánh vượt đỉnh Trường Sơn không ạ? Có chứ nhỉ? Đó, ví dụ như vậy thì đồng loạt các mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp đánh vượt đỉnh thì cũng đẹp lắm. Đó, đánh vượt đỉnh. C2 đang đẹp, tiếp tục cầm. Khang Điền cũng đẹp rồi. Đấy, bật hỗ trợ đây, vùng 31 31.5. Với cái tín hiệu này thì đầu tiên thì kỳ vọng nho nhỏ đúng không? Đánh về được đâu đó khoảng vùng đây này. Vùng 33 đi. Thoát 33 thì chúng ta sẽ có vùng 34 đến vùng 35 ở trên này, nhưng mà đầu tiên thì cũng kỳ vọng nho nhỏ cái này đã. Được, tín hiệu hồi này cũng đẹp. DRH đến thời điểm hiện tại là chính thức cũng đã hoàn thành. Đó, chính thức cũng đã hoàn thành ở đây. Cái vùng cao nhất của nó là 12.3. Và một số các anh chị thì cũng đã chốt rồi. Và bây giờ còn một cái khối lượng nho nhỏ nữa, gọi là đu đến đỉnh. Thì lực đi của DRH tốt đấy. Đi lên 14. 14 mà ổn định thì sẽ xây tiếp lên 15, tức là cái cách đi của nó khả năng nhịp này lên được 15. C32 nó đang đi về test lại ở đây vùng 28.5, cả một tuần đi ngang siết chặt ở quanh 28.5 không rõ xu thế. Thì anh chị nào mà đang cầm thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Gãy 28.5 thì chốt thế thôi. Sell kháng cự 13, chạm 13 lại đổ về hỗ trợ 11 năm. Đất xanh đến thời điểm hiện tại thì cũng đang có một cái dấu hiệu khá giống với HBC. Đó, khá giống với HBC và chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về cái tính tạo lập của đất xanh ở thời điểm hiện tại. Khi cổ phiếu đang có những cái dấu hiệu đây tiệm cận lại về vùng 25 năm đến vùng 26. Đó, 25 năm đến vùng 26 thì cái phân tích kỹ ở đây đó là về mặt ý đồ tạo lập, nếu như mà cổ phiếu này vượt thoát vùng 26 cộng và sau đó test lại vùng 26 không gãy thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta có thể những cái tài khoản mà đang cầm thì chúng ta có thể canh mua thêm, còn những cái tài khoản mà mở mua mới thì chúng ta có thể mở mua những cái điểm thăm dò để chúng ta đánh một cái trend thứ hai của đất xanh. Đó, sau khi mà chúng ta đánh một cái trend của đất xanh như thế này rất là bền vững. Đó, tại cái thời điểm đâu đó các anh chị có thể xem lại ở cái vùng đây, vùng 12.5 đến 13 gì đó thì chúng ta đã bắt đầu phân tích một cái trend lên của đất xanh. Đến tận bây giờ là lên đến tận vùng 25, 26 gì đó, đúng không ạ? Rất là dài. Đất xanh đã đánh một cái trend khá là tốt. LDG đến thời điểm hiện tại thì cũng rất nhiều những anh chị em có hỏi Hùng là bây giờ cái con này nó đánh như nào. Thì cái giai đoạn nó tích lũy nền á, để nó đi được một cái sóng dài thì nó cũng tương đối là khó chịu đó, và đa phần thì mọi người sẽ không giữ được một cái thái độ ổn định ở trong cái thời điểm này đó, và lướt lát theo những cái lon lon sọt sọt của nó rất khó chịu. Nhưng ông có nói với các anh chị rồi, LDG các anh chị view nó rộng ra một tí đó, view rộng ra một tí thì cái thời điểm này 6.65 này, đây cái thời điểm này là chúng ta mua này đó, rồi xong đó là có thể mua ở điểm 7 này, rồi sau đó có thể mua ở cái điểm đây này, mua điểm 73 75. Ok, đấy là những điểm mà chúng ta sẽ mua ở một cái kênh xu thế trung hạn. LDG cũng hoàn toàn có thể nhìn được kênh xu thế trung hạn. Tất nhiên đến thời điểm này thì cái dòng tiền nó đánh chưa thực sự mạnh nên là cứ về đến vùng 85 đến vùng 9 thì nó đổ lại, thì chúng ta sẽ tối ưu hóa bằng cách là về đến vùng này chúng ta chốt và về đến vùng dưới thì chúng ta lại mua lại.
chốt đi 50% và về mua lại 50%. Cái phương pháp này bày mãi rồi mà vẫn nhiều người vẫn ua. ADG cũng là một cái lực phục hồi tốt và dự kiến sẽ cán lại vùng 33.5 đến vùng 34. Fecom FCN. FCN như vậy là phiên kết tuần xấu, bắt đầu từ cái điểm này. Bắt đầu từ cái điểm này là dòng tiền bắt đầu cắm đầu đó, anh chị nhìn này, cắm đầu như này là hỏng rồi. Đấy, cứ dòng tiền cắm đầu xuống là hỏng rồi. Thì chúng ta sẽ chờ đợi lại cái sự test lại, khả năng là cổ phiếu này sẽ test lại đây và cái vùng test sâu của em này sẽ ở khoảng vùng 14. Tức là test 14 không gãy thì ok. Nếu 14 không gãy thì ok. Còn nếu mà gãy 14 thì như vậy là chúng ta cũng phải chuẩn bị gậy để chúng ta chốt. LCG đây thì cũng xây cái target lên đến vùng 16 đến 16 và đây những cái điểm test cung của LCG nó chưa thực sự là tích cực. Phiên ngày hôm nay nó có một điểm trả sâu ở dưới này nhưng đóng cửa vẫn chưa vượt thoát được. Đó, vẫn chưa vượt thoát được thì quan điểm cùng là từ cái điểm này thì nó vẫn đang hình thành một cái trend kỹ thuật chỉnh giảm của LCG đây và chúng ta tạm thời chúng ta không nên vào như thế này. Ở nha thì bây giờ nó kéo đến đâu thì biết đến đấy thôi. Và nha bây giờ thì nó là vô đối rồi. Đó, chịu, không biết kéo đến đâu cả. Và với quan điểm kỹ thuật của ông thì ông dừng lại ở khoảng vùng 41.5. Đây là vùng đủ trong một cái nhịp đánh xổ số của nha. Cổ phiếu 2 này thì nó cũng không có nhiều cái dư địa lắm đâu. Nó đi những cái hình sin như này và các anh chị tận dụng điểm hỗ trợ chúng ta mua, điểm kháng cự chúng ta bán. Đó, và điểm hỗ trợ thì cũng đã phân tích rồi, kháng cự 226 còn hỗ trợ đây này, vùng 20 ta có thể canh mua. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến gas, đúng không? Thì cái nhóm ngành dầu khí này thì nó phụ thuộc cũng khá lớn vào những cái tín hiệu kỹ thuật của giá dầu. Và giá dầu với cái trend chủ đạo của giá dầu để xem lại xem nào. Trend chủ đạo của giá dầu thì vẫn đang là trend vàng. À, như thế này là chỉnh tương đối mạnh, giá dầu bị đạp gãy tương đối mạnh đấy. Nó sẽ bị ảnh hưởng của giá dầu. Và câu chuyện là nếu giá dầu tiếp tục mất cái vùng hỗ trợ của nó ở đây là vùng 60 thì như vậy là rất có thể là giá dầu sẽ bước vào một cái nhịp giảm ngắn hạn ở đây, như vậy thì nó sẽ tác động lên những cái yếu tố về mặt của nhóm ngành dầu khí trong cái tuần giao dịch mới. Thì đối với gas, vùng 95 vẫn là vùng kháng cự các anh chị nhé. Đây phiên này chạm lên 95 phát đổ xuống. Và vùng hỗ trợ của nó vẫn là vùng 90. Đó, vùng 90 thì tín hiệu dòng tiền đi ngang thì khả năng là sẽ tích lũy ngang ở vùng 90. PLX trong tuần có một cái tín hiệu đánh lên nhưng mà cái vùng đánh lên này nó chạm lại vùng kháng cự 58 lại bị đổ về. Về mặt lý thuyết thì PLX nó ở trong cái thời điểm hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy nhiều các cái động lực, và đây có thể đang là những cái phiên kéo xả, và thường những cái phiên kéo xả này thì Hùng thường dùng để quan sát thôi chứ ít khi để khuyến nghị anh em chiến đấu những cái vùng kéo xả như vậy. Cổ phiếu PVS, PVS đây, như vậy là PVS chính thức là đến tại thời điểm hiện tại là đạt được cái target cao nhất mà chúng ta đi xây. Đó, và cái target này là xây ở tuần này là 146 này, thì target này sẽ xây ở tuần 145, bản tin tuần 145 thì nói đến cái vùng 26 cộng của PVS. Sau đó thì cổ phiếu này chỉnh ở vùng 24, 24.5, về mặt lý thuyết ở trong phiên ngày hôm nay là hơi với nên là chúng ta cứ bình tĩnh thôi, khả năng là em này em ấy sẽ test về lại vùng hỗ trợ thấp hơn ở đây 21.5 đến vùng 22. Nhiều anh chị hỏi mua thì ông bảo cứ từ từ. PVD cũng như vậy, PVD là cái target tuần chúng ta xây ở 26.5 đến vùng 27 nhưng mà lên được vùng 26 cộng, suýt soát nhô lên được thì bị chỉnh giảm lại. Vào cái vùng chỉnh giảm đó thì chúng ta sẽ lấy cái điểm hỗ trợ của nó ở đây là vùng 22.5 và tạm thời thì chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta chưa nên mua vội. Bởi vì nhìn trên góc độ kỹ thuật là dòng tiền đang bị suy yếu dần. Dòng tiền đang bị suy yếu dần đều, nó dòng tiền đang bị suy yếu dần đều và khi cái sự suy yếu này thì nó thể hiện cái sức khỏe của cổ phiếu đang kém đi. Đó, mà sức khỏe cổ phiếu đang kém đi thì chúng ta sẽ mua một anh thanh niên khỏe mạnh hay là chúng ta mua một con bệnh ốm yếu về để chúng ta tiêm thuốc. Đó, thì tùy các anh chị đúng không ạ?
chắc chắn là sẽ không mua con bệnh về rồi. PVT ở đây vùng 17 năm, 17 năm là hỗ trợ của PVT và PVT thường vẫn lấy cái vùng kháng cự của nó đây 19. Đấy, trong cái nhịp đánh ở đây là đấy, anh chị em nào mà chốt được ở đây có vẻ bây giờ về kê cao gối ngủ đúng không ạ? Về hỗ trợ chúng ta này mua lại. Cũng chưa được, nói chung là xu hướng là vẫn đi ngang tích lũy ở cái vùng hỗ trợ thấp thôi. Chưa có nhiều cái động lực. Cái nhóm có mấy con mã cổ phiếu này thì cũng sẽ phân tích trước này. PET nó là một cái con cổ phiếu có tính đầu cơ khá là cao và cái target 24 trên 24 trên bản tiến tuần đến thời điểm hiện tại thì tạm thời dừng lại như vậy, và có thể về đến vùng này thì nó sẽ xuất hiện những cái sự kéo xả ở đây, và những cái sự kéo xả đó thì đấy là những cái vùng phân phối hàng và chúng ta tạm thời chúng ta tránh xa. PXS trong phiên ngày hôm nay kết tuần như thế này là xấu. Đó, khi mà nó có những cái điểm hồi kỹ thuật ở đây nhưng mà điểm hồi đấy không đủ mạnh nên là đã quay lại về nền. Vùng 72 nếu giữ được thì cái cơ hội để hồi phục là còn, mà vùng 72 của phiên ngày thứ hai tuần tới mà bị mất thì nó sẽ có xu hướng test cung về vùng thấp hơn. Nghe tung về vùng thấp hơn. Rồi, ba mã cổ phiếu top 2 trong nhóm P được khuyến nghị đầu tư và khuyến nghị bắt lại trong cái nhịp vừa rồi, bao gồm có mã BSR. Ở BSR rất là khỏe. Đó, và đã đưa cho các anh chị một cái vùng gom cực kỳ đẹp mà đẹp mỹ mãn luôn, vùng 15.5 đến vùng 16. Đó, chúng ta cứ đặt giá ở vùng 15.5 là khớp luôn, và thậm chí trong phiên ngày hôm nay có giá 15.4 cơ. Nếu đặt 15 năm xong kết phiên 16.7 làm ăn luôn 1.000 trong phiên. Ở BSR thì mục tiêu vẫn là vùng 18, và trong cái nhịp này thì cũng đang có nghi vấn một cái gì đó của BSR, tức là ngoài cái câu chuyện 18 mà có khi là còn về vùng 2x cơ, nhưng mà chúng ta cứ nói về vùng 18 đã và tập trung để đánh những cái mã cổ phiếu có dòng tiền khỏe như thế này. POVK ở thời điểm hiện tại thì nó đang lấp lại cái gap 14 trên tuần, và cái biên đi của nó dự kiến 13.3 đến 14 này thì nó vẫn sẽ tiếp tục đi tiếp. OI, mục tiêu của OI chỉnh kỹ thuật đó thì các anh chị nhớ nhé, OI chúng ta phân tích một sóng lên này, và trong cái target tuần là chúng ta đạt ở vùng 16 này, đó phiên này đạt ở 16. Sau khi đạt được cái phiên này rồi á thì cũng có đưa cho các anh chị một cái vùng chỉnh về mặt kỹ thuật. Thì ít nhất là gì, khi chúng ta có những cái phân tích có thể đúng và sai, OK, cái đó chúng ta phải chấp nhận cái thực tế là như vậy. Nhưng nếu như chúng ta có những cái phân tích, có những cái chọn lọc thì như nào? Thì cái này là khẳng định này. Thì cái tỷ lệ đúng của chúng ta sẽ lớn hơn cái tỷ lệ sai. Chúng ta sẽ giảm thiểu được cái tỷ lệ rủi ro và chúng ta sẽ tối ưu hóa được cái lợi nhuận. Đó, cái đó là khẳng định. Còn trong cái phân tích về mặt kỹ thuật có thể đúng hoặc có thể sai. Đó, thì ví dụ như đây thì chúng ta đang dò lại một cái vùng hỗ trợ của OI, đó là vùng 13.9 đến vùng 14.3. Đó, thì cái vùng này là cái vùng hỗ trợ thì chúng ta có thể mua, thay vì cái câu chuyện là chúng ta chót vót ở đây này chúng ta mua đúng không ạ? Thì chúng ta lại đặt mua ở những cái vùng hỗ trợ như này. Thì ở cái mức độ an toàn nó sẽ an toàn hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về giá vốn, chúng ta sẽ hơn những anh chị mua ở vùng 15 đúng không ạ? Chúng ta đặt ở những cái vùng hỗ trợ thấp bởi vì chúng ta đã có những cái phân tích định lượng, chúng ta đã có những cái dự báo là khả năng cổ phiếu nó sẽ về đấy. Đó, khả năng cá ở chỗ này nó sẽ có cá thì chúng ta lại giăng lưới ở đấy, thì đấy là những cái cách mà chúng ta sẽ hiểu hơn về thế nào gọi là phân tích kỹ thuật. Đó. Rồi. OK, nhóm P thì chúng ta cũng chỉ nói đến như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến một cái nhóm ngành rất là quan trọng. Đó, nhóm ngành rất là quan trọng. Đó là nhóm banh. Thì cái công lớn nhất của nhóm banh trong tuần vừa rồi đó chính là các mã cổ phiếu banh vượt đỉnh và kéo VN30 và kéo phái sinh vượt được cái vùng kháng cự, còn chưa đủ sức để kéo VN30 vượt vùng VN Index vượt vùng 1.200 điểm, bởi vì cái dòng tiền nó không có cái sự đồng thuận. Mỗi một mình banh đơn thương độc mã ở trên thị trường thì nó cũng sẽ rất là khó. Ví dụ banh kéo mà trụ phá thì nó cũng bằng thừa. Nó ví dụ như vậy. Nó phải có sự đồng thuận của toàn toàn ngành. Thì chúng ta sẽ nói đến bit trước đi nha. Bit đây, vùng hỗ trợ đây các anh chị 42 42.5, vùng này chúng ta mua được đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ mua điểm thứ hai này.
test chỉnh cung quanh 4445 nó, bởi vì là Bit nó đang 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 đi về lại vùng kháng cự, và trong các cái mã cổ phiếu về danh mục về banh á, thì đang đánh giá rằng cái dư địa của Bit để nó có được cái target lợi nhuận á, nó sẽ lớn hơn so với những cái banh khác ở thời điểm hiện tại. Thì khi mà chúng ta đánh giá ở cái vùng 42.5 á, nó bởi vì là từ 42.5 nó có thể hoàn toàn nó đánh về vùng 5x, như vậy là chúng ta đã có một cái target nó dài hơi hơn so với những cái mã cổ phiếu khác. Bit thì sang tuần tới xu hướng sẽ test lại cung ở quanh 44.5 ổn định và lực cầu tiếp tục vào, thì đánh vượt thoát được cái vùng 46 thì đó chúng ta sẽ xây thêm cái target mới của Bit. Công thương đến thời điểm hiện tại thì cũng chính thức vượt thoát vùng 40 nhỉ. Nhưng mà cùng lấy cái vùng kháng cự của nó là vùng 39, vùng 39. Như vậy thì với cái cách đi như này thì công thương cũng sẽ quay lại về lấp, nếu lấp khỏe thì sẽ lấp ở 40, còn sâu hơn sẽ là có thể vùng 39.5. Đó thì kỳ vọng là tất cả các nhóm banh đã break đỉnh thì sẽ giữ được trên điểm break này. Đó, thì chỉ có nhóm banh giữ được trên cái điểm break đỉnh này thì cái cơ hội để vượt thoát 1.200 điểm của VN Index thì mới thành hiện thực thôi. Chứ còn nếu mà nhóm banh mà lại mất hết những cái điểm mốc này thì nó sẽ rất là khó. Và về đường dài và về ý đồ tạo lập thì cũng đang thiên về kịch bản là tất cả các mã cổ phiếu đã đánh break đỉnh sẽ giữ được ở trên nền này, sau đó thì sẽ đến nhóm xây lắp, nhóm xây lắp cũng một số các cái mã cổ phiếu, và tí nữa thì chúng ta sẽ nói đến nhóm thép đó. Thì nó phải có sự cộng hưởng của toàn thị trường thì lúc đó thì cái đỉnh Trường Sơn của chúng ta nó mới 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 bền được. Và công thương thì dự báo sẽ đi vào một cái nhịp test cung đó. Vietcombank chiều hôm nay cũng có một phiên bán bất thường, hình như là phiên ATC. Đó, hình như là phiên ATC thì nó có một cái phiên bán bất thường. Ở cái phiên bán này thì chúng ta sẽ chờ để chúng ta xác nhận lại cái điểm của phiên ngày thứ hai để chúng ta xem thử là nó có lấy lại được cái biên ở đây không. Biên hỗ trợ của nó là 95 đến 96. Vùng kháng cự của Vietcombank vẫn lấy là vùng 100. HD Bank. HD Bank bây giờ là đang công lại ở đây là vùng kháng cự của nó là vùng 27.5 đến vùng 28, vì chạm về cái vùng kháng cự nên là đang có những cái điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật ở đây, thì nôm na là nó chỉnh nho nhỏ và nhẹ nhẹ ở đây đó, ở dưới cái hình mũi tên này thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng là HD Bank cũng là một trong những cái mã mà đánh vượt đỉnh Trường Sơn đó, tiếp tục cầm thôi. VBank thì ngày hôm nay chỉnh nhẹ sau một cái nhịp đánh thoát lên. VBank thì cũng đã chính thức đánh thoát vùng kháng cự của nó ở đây, đó là vùng 43. Và sau khi đánh thoát cái vùng 43 thì trong tuần vừa qua thì VBank cũng đã có một tuần dập dìu ở trên vùng 44, và đến cái phiên mà đánh banh ở phiên ngày thứ năm thì lúc đó thì VBank mới đánh thoát lên. Thì trên góc độ kỹ thuật thì VBank hoàn toàn trong nhịp này có thể cán về vùng 48. 48 là target tuần 48. Ở phiên ngày thứ hai thì nó có thể test lại nhẹ lại quanh vùng 44.2. Test nhẹ lại quanh vùng 44.2, và đây đang là những cái phiên test cung của VBank cũng tương đối là đẹp đó. Đây những cái phiên vol thấp này test cung đẹp. Các tài khoản đang cầm thì chúng ta sẽ cầm thôi, và chúng ta có thể canh mua thêm ở quanh vùng 44 đến 44.2. MBB ở thời điểm hiện tại cũng đã chính thức là đánh vượt vùng 29 và đang có hai phiên lình xình nhẹ quanh vùng 29, đấy gọi tạm gọi là hai những cái phiên test cung. Thì cái kịch bản của MBB cũng như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Đó là một cái cây nến Hammer to sừng sững ở đây, xanh đậm, và cái khối lượng của nó quay lại trên vùng khoảng 18 đến khoảng tầm 20 triệu một phiên. Đó thì MBB cũng sẽ xác nhận một cái tín hiệu đi tiếp ở một cái mô hình đánh break đỉnh. Tech cũng đánh bay đỉnh rồi, đúng không ạ? Sau cái đánh bay đỉnh thì chúng ta còn nói đến cái vùng 42 của nó ở đây, thì xu hướng ngắn là nó sẽ đi ở trong cái biên đó. Cũng có thể là chưa phiên ngày thứ hai chưa chắc đã đánh vượt thoát vùng 42 đâu. Nó sẽ đi ngang ở trong cái biên 40 đến 42 thêm một hai phiên, tích lũy lại cái lực của dòng tiền, và sau đó thì cũng kỳ vọng là Tech sẽ tiếp tục phá đỉnh.
Đó, chỉ có những em này đi tiếp, tăng tiếp thì VN Index mới có cái cơ hội vượt thoát cái vùng 1.200 điểm thôi. ACB thì đang tiến đến đỉnh chứ cũng chưa thể gọi à, về mặt lý thuyết là vượt đỉnh rồi, nhưng mà cái vùng ở đây này, cái vùng 345 này mới chính là cái target mạnh của nó này. Đó, target mạnh của nó nên là các anh chị có thể nhìn thấy đây, rất là khó khăn khi mà nó chạm về đến những cái vùng này, nó những cái cây doji mà. Đó, chính là nó thể hiện cái tâm lý dao động của nhà đầu tư ở trong phiên, nó rất là mạnh. Đang về đến đây thì nó phải test kỹ thuật nữa và sẽ phải quan sát thêm. Các tài khoản mà đang cầm thì chúng ta cầm thôi, bởi vì tín hiệu của nhóm banh nói chung và tín hiệu của ACB nói riêng thì cái dư địa để đánh chạm về vùng 34.5 là còn. Tiên Phong Bank, TP Bank. TP Bank đến thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều các cái phân tích về mặt định lượng. Hỗ trợ 28 và vùng kháng cự của nó vẫn là vùng 29.5 đến vùng 3x, đang đi ở trong cái biên đó thôi. Chúng ta nói đến những con pen của nhóm banh ở thời điểm hiện tại, cái sức đánh dòng tiền đang khá là tốt. STB sau khi mà cái lực đánh chúng ta nói đến hỗ trợ trước các anh chị nhé, đây một vùng hỗ trợ dài của STB này, đó là vùng 18, 18.2 và vùng kháng cự ở đây đó là vùng 19.5 đến vùng 20, thì tuần này là đã đi vào cái biên kháng cự, đã đi vào biên kháng cự, và cái câu chuyện đó là cái yếu tố tạo lập ở vùng 1.200 điểm như thế nào thì nó sẽ phụ thuộc rất lớn đến những cái câu chuyện là khi đã vào vùng kháng cự rồi thì sẽ cần một cái điểm đánh break break lên đó để tạo hiệu ứng. Thì cũng đang kỳ vọng như vậy, đang kỳ vọng là nhịp này thì STB sẽ đánh về khoảng vùng 21 giống em ạ, SHB đó, SHB sừng sững đi lên. Thì SHB ở đây cái vùng hỗ trợ dài 15.5 đã nói rồi, và cái target đầu tiên là SHB đánh về vùng 18, đánh về vùng 18 xong thì trong tuần đó, đây nó có những cái điểm nhả cung, hai phiên nhả cung và sau đó thì lực cầu tiếp tục kéo rất là khỏe luôn, vượt trung bình 20 phút lên, tức là trên 40 triệu cổ phiếu. Đấy là những cái lực đánh của dòng tiền tạo lập, nó đánh mạnh mẽ, và SHB thì đang chuẩn bị đại hội nên là các bác đánh đánh cổ phiếu lên trước đại hội cho cổ đông nó đi họp cho nó vui, đỡ phải cãi nhau nhiều, đúng không? Và lại tín nhiệm cái bộ máy mà đang làm việc, đúng không? Giá cổ phiếu tăng tại sao lại không làm tiếp, ví dụ như thế. Đấy là những cái cách mà trước cái thềm đại hội cổ đông, ví dụ như vậy. Thì đối với SHB ở cái vùng 19 năm đến vùng 20, ở cái vùng này thì chúng ta sẽ quan sát thêm các cái tín hiệu kỹ thuật, khả năng là về đến vùng này thì nó cũng sẽ chưa chạy ngay được đâu. Đó, sẽ có những cái phiên mà vol giao dịch của nó sẽ thấp dưới 30 triệu để nó hút, nó kiểm tra lại là ai chốt thì sẽ chốt, ai đi thì sẽ cầm tiếp, ví dụ như vậy. Liên Việt Postbank cũng là một cái con pen, và đến thời điểm hiện tại thì 16.5 thì đã ngấp nghé trong tuần rồi và mãi vẫn chưa thể có một cái dòng tiền đủ mạnh. Và dòng tiền như thế này là dòng tiền đang thăm dò. Chính vậy nên cái hình elip đây 16 16.7. Đó, thì cái xu hướng là dòng tiền sẽ đi vòng vo ở trong cái này, nhưng mà với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của bank thì cũng đang kỳ vọng là Liên Việt Postbank sẽ tiếp tục đánh. Chỉ cần một phiên thôi, nó sẽ có một cái phiên xác nhận kiểu kiểu như thế này. Đó, hoặc kiểu như thế này. Đó. Hoặc là kiểu như thế này. Đấy, sẽ là những cái phiên mà sẽ có một cái tín hiệu kỹ thuật ở đây để chúng ta sẽ xác nhận cái câu chuyện là cổ phiếu đánh tiếp. MBBB, BBB. BBB này là cũng phân tích một cái sóng lên rồi. Và sóng lên này thì đang kỳ vọng là em ấy sẽ đánh vượt thoát vùng 14. Trong tuần thì đã có những điểm đánh vượt thoát vùng 14 nhưng mà lại không đạt. Tuần tới vùng 13.8, 14.2 ta sẽ tiếp tục quan sát, và như vậy là chúng ta phân tích một cái sóng lên của BBB từ vùng 11. Nó nếu mà vẽ một phát thẳng tưng thì nó sẽ đi như thế này. Đó, từ vùng này lên nó, nhưng mà trên cái con đường đấy nó đi á, thì nó sẽ phải có những cái gập ghềnh sóng gió đó, để nó đi lên được, chứ nó không bao giờ một mạch mà đi thẳng như thế này thì cổ phiếu sẽ rất là khỏe. Còn đi tăng lên xong chỉnh kỹ thuật và
những cái điểm chỉnh kỹ thuật đó thì chúng ta sẽ dò tìm thêm những cái hướng đi mới của cổ phiếu. Thì đấy là cái cách đi của chúng ta trong các bản tin tuần. Trong nhóm banh thì chúng ta sẽ nói thêm một số cái banh này nữa nhá, xong đó thì để đi cho nó liền mạch. MSB bản thân là ngân hàng hàng hải mới lên sàn. Tuy nhiên cái giai đoạn mà mới lên sàn ông nhìn thấy rằng là những cái ý đồ tạo lập về cái đội đánh của em này nó tương đối là khủng, không phải đơn giản. Chính vậy nên đã có những cái điểm khuyến nghị mua, và đến tại thời điểm này thì nó cũng đã đánh break hết khỏi các cái vùng ở đây là cái vùng cao nhất từ khi nó lên sàn. Tức là tóm lại là nếu mà mua làm meme thì bây giờ là hết lỗ, còn nếu ở những cái vùng thấp ở dưới này mà mua thêm thì bây giờ là lãi, mà lãi rất là ok đấy, chứ không phải lãi lãi ít đâu. Thì MSB với cái cách đánh như thế này thì khả năng cao sẽ đi về khoảng vùng 23 đến khoảng vùng 23.5. Đây là cái vùng mà dự kiến thì MSB sẽ đi về đó. Kiên Long Bank thì yếu hơn. Nhưng nôm na túc tắc thì khả năng em này cũng sẽ đi được vùng 19 đến vùng 20. Kiên Long Bank. Ngân hàng Phương Đông. Phương Đông này cái độ đánh của Phương Đông cũng không khác gì là độ đánh của em ấy đâu, của em MSB đâu, nên là nhìn thấy cũng thích đấy, và cũng đã khuyến nghị anh em chúng ta bốc một ít hàng rồi và chờ nó thoát vùng 25 thì bốc tiếp, còn nếu mà không thoát được vùng 25 thì chúng ta chờ đó, chờ những cái tín hiệu kỹ thuật nó tốt hơn để chúng ta sẽ, khi chúng ta đã có những cái vị thế rồi thì thậm chí ok cho nó chỉnh hết nhịp đi giống như MSB. Ông cứ chỉnh hết đi, tôi sẽ căn cái điểm chỉnh cuối cùng đấy để tôi mua đó, tôi cân hàng không có gì phải vội vàng cả khi chúng ta đã có vị thế rồi. EIB là khuyến nghị mua. EIB hay rồi. EIB đó, EIB nó đánh EIB nó có một cái đặc tính nó đánh rất là dốc các anh chị nhé, yên tâm có ăn với EIB, không có gì, không 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 có. À nhưng mà khuyến nghị 2 hôm rồi các anh chị nhé, chứ không phải là bây giờ mới khuyến nghị, không mọi người lại bảo đến lúc chậm tê lại 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 bảo là Hùng Lê bảo mua được mà sao lại tèo. 18 8 19 xem xét mua phiên chiều nay đấy, thì khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật là đã phiên ngày hôm qua 11 giờ 28, tức là phải mua trong phiên chiều qua. EIB hôm nay T1, hôm nay tiếp tục mua tiếp này, hình như thế, tiếp tục mua này, quanh vùng 19 tiếp tục mua, kết phiên ở vùng 19.7 tương đối là đẹp. Và EIB thì nó có đặc tính nó đánh rất dốc, khoảng tầm 1 tuần thì nó đủ target rồi. Một số các cái mã ngành chứng khoán VCI, VCI đánh kiếp quá, VCI đúng là VCI đánh thế mà sao không kéo em BVB, con chứng khoán đánh khỏe. Rồi, trên target tuần thì chúng ta nói đến vùng 65 thì đã đạt 65 trên 65, và với tín hiệu đánh này thì VCI có thể đánh về vùng 7x ở trong tuần mới, hoàn toàn khả thi. SSI. SSI ở trong lúc này thì nó cũng chưa có nhiều cái dư địa, điểm ngắn ở nó hỗ trợ khoảng quanh vùng 32 và điểm kháng cự ngắn ở vùng 34.5, tức là mô phỏng cái mô hình của SSI đi. Đó, hình xin đó, anh chị có thể nhìn thấy đấy. Đó, 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 đó. Thì chúng ta áng áng khi mà cổ phiếu về đến gần cái vùng kháng cự chúng ta chốt bớt và về đến cái hỗ trợ chúng ta mua lại thế thôi. Những cái mã cổ phiếu nào mà đánh giá đi được dài ấy, thì Hùng sẽ đánh giá là view trung hạn, còn mã cổ phiếu nào mà đi ở trong một cái biên hẹp ấy, thì các anh chị chú ý các cái điểm hỗ trợ và kháng cự để chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận. HCM nhịp này thì đâu đó cũng khoảng vùng 33.5 là kháng cự, anh chị cũng chưa đi được dài. Nhìn cái cách đi này thì cũng gọi là vòng vo tam quốc ở trong một cái biên hẹp này nữa. SHS chính thức là trong tuần cũng đã có đánh giá về SHS. Vì sao? Bởi vì SHS ở thời điểm hiện tại sau một cái thời gian mà nó tích lũy ở một cái biên biên này, biên 22, 25, 26 rất là chặt này, thậm chí là chúng ta có thể nói đến SHS ở vùng 24 hỗ trợ tương đối ổn định. Thì mục tiêu đầu tiên của SHS là đánh về vùng 3X, sau đó đánh về vùng 32 và có thoát được vùng 32 không để
làm một cái trend kỹ thuật không có đỉnh thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá tiếp theo anh chị nhé. Còn SHS là đã khuyến nghị mua, đã khuyến nghị mua và tập trung để đánh. Trong phiên ngày hôm qua thì cũng đã nhìn trên những cái góc độ về mặt kỹ thuật đây, tinh thần rất là đẹp, và tại thời điểm đó thì SHS đang có cái giá thấp thấp ở đây này, không biết là bao nhiêu, không không chụp giá rồi, ok. Đó thì phiên ngày hôm qua là chủ động mua thêm, bởi vì cái biên lợi nhuận của SHS Hùng nghĩ khả năng là sẽ còn còn tương đối lớn và tương đối ổn định. VND, VND Hùng đã nói với các anh chị đúng không ạ, sau khi mà chúng ta phân tích một cái sóng lên ở đây, đó là vùng 27 đến vùng 28, đó là vùng mà target mà chúng ta phân tích. Sau khi đạt cái vùng này rồi thì nhiều anh chị hỏi là có bán không, thì quan điểm của Hùng là hỗ trợ cái vùng 27 chưa gãy thì cứ cầm đó, thì nó đạt được cái target 3x này trong tuần cũ này, sau đó nó chỉnh kỹ thuật, nó chỉnh kỹ thuật thì nó lại chạm lại hỗ trợ cái biên ở đây 27 đến 28 lại bật lên. Và VND thì nói chung là cái nhóm ngành chứng khoán thì kết quả kinh doanh của ông nào cũng tốt, chứ đừng có nói là VND, cái câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy. Bởi vì những cái phiên giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam nó đã đạt được một cái sự thăng hoa. Ngày xưa khi Hùng nhớ có những phiên đó là nó chỉ đạt được có 98 triệu thôi, sàn hốt giao dịch cả một buổi, cả cả một ngày được có 98 triệu, mà bây giờ toàn 6 7 800 triệu cổ phiếu một phiên, thì đấy là mỗi hốt thôi nhé, chứ chưa nói đến là sàn HNX. Như vậy thì cái câu chuyện là công ty chứng khoán mà không 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 tốt thì là ai tốt, đúng không ạ? Bởi vì công ty chứng khoán là cái đơn vị mà nó sẽ thu lại cái phí giao dịch, mà cứ khối lượng giao dịch lớn như vậy thì phí nó càng lớn, chứ không chỉ VND đâu. Mọi người có bảo là VND có kế hoạch thế này thế kia rồi tăng, nhưng mà tất cả các công ty chứng khoán đều tốt chứ không phải mỗi VND. Thì với lực đánh này, với lực đánh của phiên ngày hôm nay 10 triệu khá là ổn, thì khả năng là sẽ về 32 đó. Về đến đây thì quan sát nhá, quan sát về đến đây quan sát FTS đó, FTS đó. Thì FTS là chúng ta có nói đến cái câu chuyện là từ cái vùng FTS cũng phân tích nó và cũng đạt 18 trên 18, sau đó thì nó nói cái biên đây này, 17 8 18 3, thì nó đang tích ở trong cái biên này để chờ một cái cơ hội vượt thoát lên vùng 19 đến vùng 20, khả năng dư địa của nhóm chứng khoán nói chung và FTS thì khả năng vẫn còn ổn. MBS MBS ở thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn ở một cái góc độ nó tích cực hơn, tích cực hơn. Thì cái góc độ tích cực đó là sau khi mà MBS đạt ở đây target 24 đến 24 thì nó sẽ chỉnh cung, và những cái điểm chỉnh cung ở vùng 22 không gãy. Anh chị lưu ý những điểm chỉnh cung ở vùng 22 không gãy thì kỳ vọng là em này sẽ đánh break đỉnh. Đánh break đỉnh để đi về một cái những cái target nó cao hơn, đang kỳ vọng thôi các anh chị nhá, đang kỳ vọng khoảng vùng 27 đến vùng 28 của MBS, nên những cái tài khoản đang cầm mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Nhưng lưu ý là vùng 22 của em này không được gãy, còn nếu gãy vùng 22 rồi thì chúng ta phải chạy, được chưa? Đó, chứ không phải là cứ ô anh Hùng anh bảo là về đến 28 cứ thế ôm, đến lúc nó về đến 19, về đến 15, về đến 10 nó vẫn cứ chờ 28, ví dụ như vậy, nghe nó buồn cười. CTS ở CTS thì không có nhiều đánh giá, và mục tiêu khỏe cùng nhóm chứng khoán thì ông này ông sẽ chạm về 18 đến vùng 19, và vùng này thì sẽ canh chốt. Đó, những cái cổ phiếu nào mà còn nhìn được view được đường dài thì ông sẽ nói là đường dài. VIX, VIX trong thời điểm hiện tại đấy, những anh nào mà đua những phiên này là thôi tá hỏa rồi, đúng không? Nó làm cho mấy cây sàn xong lực bán như điên. Ở đây là vùng 35 thì các anh chị qua quan sát ở vùng 35. Nếu vùng 35 này mà nó có một cái tín hiệu xác nhận, đó, ví dụ nó có một cây nến xác nhận như này thì như vậy đấy là cái tín hiệu mà cổ phiếu gần như cũng kết thúc một cái sóng tăng, và anh chị em nào đang cầm thì chú ý là chúng ta nhanh nhanh chân lẹ mắt lên, chạy nhanh nhanh lên. BVS, BVS ở thời điểm này thì cũng cũng như vậy thôi, khả năng là
Ở cái vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 20 24 năm, cũng tương đối là dài. Nên ở thời điểm này thì nó sẽ đi ở trong biên 22 đến khoảng biên 24 năm. Cổ phiếu AES khuyến nghị chiến đấu rồi. AES. Cái dòng tiền nó tức lắm rồi, đúng không ạ? Có nói vui với mọi người như vậy. Bởi vì bản chất là AS là chúng ta cũng đã bắt đầu đi phân tích một sóng lên khoảng từ vùng 63 đến vùng 65. Đó, và lần lượt thì chúng ta nói đến vùng 8 này. 8 xong thì chúng ta nói đến vùng 9 này. Đó, và hiện tại thì bây giờ đang ở trong cái biên 9 đến 9.3 và kỳ vọng một màu xanh xanh, một màu xanh xanh và nó thoát được cái như này, sửa lại màu xanh. Đó. Thì đang kỳ vọng là như vậy để có thể đi về target 10. Thì đấy là nhóm ngành chứng khoán. Ok, uống một ngụm nước. HPG ở tuần này tín hiệu khá là tốt khi đang có dấu hiệu thoát vùng 47 với một cái lực cầu tương đối khá sau những cái phiên test cung đi ngang. Thì sang tuần tới xuất hiện một cái phiên mà tiếp tục đánh của em HPG trên vùng 47 cộng, thì như vậy là cái xu hướng mà để xác nhận về vùng 5x là còn. HSG thời điểm này có nhiều người hỏi mua hay không, thì quan điểm của Hùng là Hùng sẽ dừng lại ở vùng 29 29 năm đến khoảng vùng 30. Đây sẽ là cái target mà Hoa Sen sẽ đạt được, và sau khi đạt được cái này thì sẽ có thêm những cái đánh giá. Còn hiện tại thì chưa có đi xây cái target thêm. Cổ phiếu NKG Nam Kim thì cũng có đánh giá cái dư địa, đúng không ạ? Các anh chị có thể xem lại bản tin tuần trước. Tại cái thời điểm đó thì có nhìn một cái điểm view ở vùng 21.5 đến vùng 22 và có ghi ở đây là cái TG25 chấm hỏi. Tức là thời điểm đó thì nhìn thấy là khả năng thì trong cái nhóm thép là cái dư địa để Nam Kim đánh lên là còn. Và hai phiên kết tuần thì đây là những cái điểm mà đang đang ủng hộ cho xu hướng về target của vùng 25 của Nam Kim. Cổ phiếu TVN cũng như vậy, đúng không ạ? TVN thì cũng có đánh giá, có đặt dấu hỏi là TG18, thì đến thời điểm hiện tại cũng đã nhìn thấy những cái ý đồ về mặt tạo lập từ vùng 14.5, thì đang kỳ vọng là từ vùng 14.5 này thì nó sẽ đánh về vùng 18 một cái nhịp nữa. Và chính vì vậy nên là đã khuyến nghị thêm là anh em đang cầm TVN thì chúng ta cũng có thể bắt thêm. TLH ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ ở trong cái biên 10.9, và đây cái vùng ở đây là vùng 12 cộng. Đó, 12 cộng đến 12.5 ở đây. Thì có nói rồi, cái vùng 12 đến vùng 13 là kháng cự trung hạn nên nó không còn thơm nữa, thì một là để đánh vượt cái kháng cự trung hạn này thì nó cần rất nhiều thời gian để tích lũy nền ở đây. Đó thì những anh chị em mà đang cầm thì vùng 10.9 mà không gãy thì chúng ta có thể ôm. Đó, quan điểm như vậy, tức là chúng ta luôn có một cái phương án về mặt cổ phiếu. Tức là nếu gãy điểm này thì chúng ta làm gì, nếu không gãy điểm này chúng ta làm gì, nếu tăng qua điểm này chúng ta mua thêm hay không mua thêm. Đó thì tất cả những cái phương án đó các anh chị vạch sẵn ra giấy, và khi cổ phiếu nó đúng như vậy, nó đạt được như vậy thì chúng ta chủ động chúng ta tiến hành. Đúng. Trong cái nhóm này thì có con POM, nhưng con POM thì cái tính đầu cơ của nó cao quá nên là ai mà thích thì vào thôi chứ Hùng không có. Cùng với đó thì chúng ta phân tích thêm các mã cổ phiếu của nhóm ngành xi măng, nó đang sóng sánh như này đẹp quá. BCC thì trong team cũng đang cầm, và một số các cái tài khoản thì bắt đầu chốt dần khi mà cổ phiếu này đạt cái target 12 trên 12. Dư địa để em này vượt thoát vùng 12 là có, anh chị khả năng là có, thì trong phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới sẽ quan sát ở biên 118 đến biên 122. Đó, nếu đánh thoát lên vùng 12 và sau đó nó sọc lại mà không gãy 12 và lại xuất hiện một cái điểm long lại đây, thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta có thể mua tất tay. Tất tay với những anh chị đang có hàng nhá, tức là chúng ta mua tất tay có nghĩa là đang có 100 cổ phiếu thì chúng ta mua thêm 100 nữa là thành 200, tức là chúng ta nhân lên 100% tỷ trọng. Cổ phiếu Hà Tiên 1 cũng đang có những cái ý đồ về mặt tạo lập, mùng đánh giá là khả năng là đẹp. Đó, Hà Tiên 1 mà cứ không gãy 18 thì cứ ôm.
Và có những cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây thì chúng ta có thể mua thêm và kỳ vọng rằng là từ vùng 18 này thì HT1 cũng sẽ đánh vượt đỉnh để có thể đi về vùng 2x, và mạnh hơn thì nó có thể quanh vùng 22, nó cũng sẽ là hợp lý về mặt target. Em hom hem đúng không ạ? Trước lồng có nói có phân tích cho các anh chị rồi, nhưng mà nó không hom hem một tí nào cả, nó đi rất là đẹp. Sau khi mà nó hình thành nền tích lũy đây 37 đến 4 này, xong đó nó mở gap này, nó vượt thoát vùng 4.4 đến 4.6, kỳ vọng nó test về đến đây răng lưới mãi nhưng mà không răng được, và phiên hai phiên ngày hôm nay và phiên ngày hôm qua thì đã bắt buộc phải mua ở vùng 4.8 đến 4.9 của cổ phiếu này. Phiên ngày hôm nay thì suýt trần. Mục tiêu con này nó đánh cũng khá là dốc đó. Mục tiêu thì cũng cơ bản là sẽ có những cái điểm đánh kỹ thuật lên đến trên này. Vùng 5 năm trước mắt là phải vượt thoát được vùng 5 năm đã, và khi thoát vùng 5 năm thì chúng ta sẽ ôm 5.5. Rồi, một số cái mã mà liên quan đến vật liệu xây dựng nữa, mà liên quan đến cả đầu tư công, KSB. Thì đến thời điểm hiện tại là KSB đang gặp cái vùng kháng cự này. Đó, thì trong bản tin tuần thì cũng có nói với các anh chị rồi, tức là nếu về đến cái vùng này thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt dần KSB, đúng không ạ? DHA thì nó cũng chưa có nhiều cái dư địa, hiện tại thì đang đi ngang, và mã này thì cũng không 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 ấy được. PLC liên quan đến nhựa đường thì PLC nó cũng có gặp phải một cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 32. Chính vì gặp phải vùng kháng cự nên trong tuần thì nó gần như nó cũng không 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 tăng được là bao nhiêu nữa. Đó. Vòng đã vẽ một cái mũi tên đỏ này, tức là thể hiện là về đến những cái vùng đó sẽ là những cái vùng mà chúng ta sẽ cần phải xem xét để chúng ta bán cổ phiếu. Và dòng tiền này, đó, dòng tiền đang đi xuống, nó thể hiện cái sự suy yếu của cổ phiếu, hoặc là ít nhất thì nó cũng chỉ là đi ngang thôi. Chứ còn dòng tiền cắm đầu đi xuống thì ít khi mà cổ phiếu nó tăng được lắm. Rồi điểm qua nhanh nhóm ngành phân bón BFC. BFC cái vùng ở đây bây giờ chính thức là nó đã đạt được đến cái vùng 23 trên 23. Đây là một cái vùng kháng cự về mặt trung hạn. Thì khi gặp cái kháng cự về mặt trung hạn á, thì cổ phiếu nó sẽ vòng vo ở cái vùng kháng cự và vùng hỗ trợ, thì cũng tìm một cái điểm ở đây là điểm 21.5. Thì kỳ vọng là nó sẽ tích lũy ở biên 21.5 đến biên 23. Những anh chị nào bán sẽ bán, những ai cầm sẽ cầm, và nó sẽ xuất hiện một cái dòng tiền đầu cơ để đánh vượt thoát cái vùng 23. Tức là về mặt lý thuyết Lùng đang kỳ vọng là BFC sẽ còn có thể đánh tiếp được nữa, thì chúng ta sẽ quan sát ở cái biên 21.5. Đạm Cà Mau. Rồi ok, Đạm Cà Mau trong tuần thì đã đạt ở đây 17.5 đến vùng 18, vùng này thì Lùng đã khuyến nghị các anh chị đúng không ạ? Bài học vỡ lòng đầu tiên là chạm kháng cự, chạm target, chốt một phần. Và sau cổ phiếu chỉnh giảm lại về mặt kỹ thuật thì những điểm chỉnh của kỹ thuật của Đạm Cà Mau có thể tính toán là quanh vùng 16 năm đến vùng 17, nó là hợp lý. 16 năm đến vùng 17. Rồi, Đạm Phú Mỹ cũng như vậy, mục tiêu là đánh về vùng 19.7 đến vùng 20. Đây, phiên này là được vùng 19.9. 19.9 đến vùng 20. Và có những cái điểm test kỹ thuật có thể test lại quanh vùng 19.3 thì chúng ta sẽ canh cover lại cái hàng mà chúng ta bán ở trên này. Nhóm Viettel VGI. VGI thì đây vùng hỗ trợ 41.5 đến 42, và hiện tại thì em này đang đi ngang siết chặt quanh cái vùng ở đây là vùng bao nhiêu đây ta? 435. Vẫn kỳ vọng nhịp này chúng ta có thể chốt được VGI ở 45 cộng. CTR hiện tại là test cung vùng 100 bị thất bại. Đây là những cái tín hiệu test thất bại. Và chính vì test thất bại nên nó sẽ phải về lại đây 925, 95. Đây là vùng tích lũy trở lại của CTR. Nhóm ngành cảng biển thì chúng ta có nói đến một số các mã cổ phiếu cơ bản GMD. GMD ở đây nó cũng đã có một cái lực hồi
từ cái vùng ở đây, vùng hỗ trợ của nó là vùng 31 và vùng kháng cự của nó là vùng 34, thì tạm thời là nó đang đánh ở trong một cái biên hẹp như này, thì chúng ta cũng sẽ quan sát thêm. TCVK là một cái mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư. Em này em mới nhìn trên trend ngày thì nó khá là khó chịu, nhưng nhìn trên trend tuần tức là nó đã đạt được cái vùng target 3x 30 trên 30, và nhìn trên một cái góc độ tổng thể thì nó đang đánh một cái trend lên rất là mạnh đó, và sau cái điểm thoát 30 này thì hoàn toàn có thể kỳ vọng tiếp theo, cái target tiếp theo nó sẽ ở khoảng vùng 34 đến khoảng vùng 35. Thì ở đây nó đang có những phiên test trả lại cung, và những điểm test này là đẹp đấy. Xem nào, ông ấy test đẹp khoảng vùng 29 năm đó, 29 năm đến vùng 30, vùng này mà vẫn giữ được ở trong cái biên này thì như vậy là cái cơ hội để đánh tiếp của TCVK là còn. Những cái mã cổ phiếu mà được phân tích đó là những cái mã cổ phiếu mà ông đã chọn ra trong một số các nhóm ngành. HAH ở thời điểm hiện tại là cái nhịp đánh xổ số này là vùng 26 trên 26 thì cơ bản đã hoàn thành rồi. Đó, cơ bản hoàn thành rồi. Và cái vùng hỗ trợ ở đây là 24.5. Thì HAH ở thời điểm hiện tại chúng ta kỳ vọng ở góc độ nào? Kỳ vọng ở góc độ là sau khi mà nó có một cái ý đồ rất hay này, chạm 26 ở đây, nó test lại cung và nó đang đang manh mún một cái ý đồ là đánh vượt thoát vùng 26. Đó, thế thì có hay không cái câu chuyện đó thì ông sẽ quan sát thêm ở một cái tín hiệu kỹ thuật, và khi mà nó đánh vượt thoát vùng 26 thì nó sẽ đi rất xa, 3x là cái chắc. Đó, thì các tài khoản chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ chú ý cái điểm này để chúng ta có thể canh mua thêm. Còn các tài khoản mở mua mới thì sẽ thăm dò lại khi có tín hiệu đánh break nền vùng 26 đối với con HAH. Còn VNA thì nói rồi, cái cách đánh của con này thì nó cũng dễ thôi. Hỗ trợ chúng ta vào và kháng cự thì chúng ta đánh ra. Khả năng nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 5.3 trước khi mà nó ỏng ơ đây rồi nó lại kéo tiếp một nhịp nữa. Đấy, cách đánh của nó thì nó cũng dễ thôi. Và chắc chắn là đánh tiếp, bởi vì là sau đây hai cái cây vôn như này thì vôn gọi là vôn cho vui. Đó, và mục tiêu thì khoảng quanh vùng 6, về đến 6 này thì nó mới bắt đầu nó mới xả mạnh này. Nhóm ngành cao su có con DRC. Cao su DRC hiện tại là khá là khỏe, hai cái cây nến kết tuần đấy là hai cái phiên đánh khá là bất thường. Từ cái vùng hỗ trợ của nó 275 thì đã chính thức là đánh vượt thoát vùng 29, đó là cái vùng kháng cự và cái target dài trong cái quá trình mà chúng ta xây. Và hôm nay thì về 3x rồi và xu hướng khả năng thì sẽ về được khoảng vùng 32. Các tài khoản đang cầm chúng ta sẽ canh chốt ở khoảng vùng 32. GVR cũng nhiều người quan tâm, nhưng thời điểm hiện tại thì GVR sau khi đánh vượt thoát vùng 3x thì nó đang lình trình đi ngang ở đây, thì cũng hoàn toàn có thể là các cái điểm mua không còn, nhưng những anh chị đã mua được những cái vùng hỗ trợ thấp này thì chúng ta có thể cầm nắm thêm. Kỳ vọng có thể đánh lại về khoảng vùng 32 đến vùng 33. Mở mua mới là không có khuyến nghị nhá. Không lại bảo là đang còn thế là cứ thế thứ hai mua, không có khuyến nghị, bởi vì những cái điểm mua đấy không còn là điểm mua đẹp. Chúng ta phải có những cái điểm mua đẹp, đó là những cái điểm mua hỗ trợ và sau đó cổ phiếu đúng xu hướng thì trên đây chúng ta sẽ mua thêm ở các cái điểm điểm gọi là điểm 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 xác nhận kỹ thuật tiếp theo. Ở PHR vùng 60 và kháng cự 64 cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến. Trong cái nhóm này thì có con DRI, để mình xem DRI đã đạt được cái target bao nhiêu rồi. Đó thì DRI đến thời điểm hiện tại là gần như trong tuần thì DRI cũng đã đạt được về cái target gọi là 10 trên 10. Và hiện tại thì nó đang test ở vùng 9.7 đến vùng 10.2, thì ở trong cái biên này mà không gãy thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Còn nếu mất cái biên 9.7 thì các anh chị có thể canh chốt một phần. Nhóm ngành mía đường Queen's cũng nhiều các anh chị là chúng ta đang rất là quan tâm đến nhóm này. Thì QNS là cũng đạt luôn cái target 44 trên 44 và đang có hai phiên test cung với kỳ vọng là đánh vượt đỉnh hay không, thì chúng ta sẽ quan sát biên 43.5 đến biên 44.5 ở trong cái hình elip này.
trước khi nó có một cái lực cầu xác nhận trở lại, nhưng mà nhìn về kỹ thuật là khả năng là sẽ đánh vượt đỉnh á. Và con QNS này thì cũng có nói với các anh chị đúng không ạ, điểm hỗ trợ trung hạn của nó là vùng 40, thì trong một cái nhịp chỉnh giảm đây đấy, nó chạm về vùng 40 thì nó bật lên luôn, nó bật lên luôn, đó là điểm hỗ trợ trung hạn của nó. Và QNS thì nó cũng đang nằm ở trong một sóng trung hạn rồi, đương nhiên hỗ trợ trung hạn thì sẽ là sóng trung hạn. SBT hiện tại chưa có nhiều dư địa và vùng 24 cộng là vùng kháng cự nên đang bị chỉnh giảm lại. SLS ở đây đang dự kiến target vùng 140 suýt soát đạt được, và nó đang test lại cung ở quanh 130. Cách đi của SLS thì khả năng sẽ từ vùng 130 này sẽ kéo lên vùng 150, tức là cái dư địa để SLS đi tiếp là vẫn đang còn, chưa hết sóng. LSS cũng là view một cái kênh trung hạn. Đó, nhịp trước này thường view ở điểm chỉnh kỹ thuật 12.5, còn nhịp này thì cũng sẽ view ở khoảng chỉnh kỹ thuật ở quanh vùng 13. Đó, sau khi mà nó đạt được 14.5 thì nó sẽ chỉnh về khoảng đây, quanh vùng 13, và từ đây thì sẽ kỳ vọng đánh nhịp này đánh thật, đánh lên vùng 15. Nhóm ngành dệt may, sẽ nói thêm một món nhóm dệt may. À, dệt may nói chứ nhỉ, TCM. Chưa. TCM trong nhịp này thì cũng khuyến nghị là đánh xổ số thôi. 86 là kháng cự. TNG hiện tại chưa có nhiều dư địa và vùng kháng cự của nó vẫn là vùng 26, xu hướng khả năng vẫn đi ngang ở quanh vùng 24. VGG thì trong tuần là hoàn thành target ở vùng 5x và đang có những phiên đánh lên, tuy nhiên những phiên đánh này thì nó lại bị mất vol nên là không thuyết phục nữa. Nôm na là khoảng vùng 50 là chốt được rồi. VGT một tuần đi ngang không có nhiều dư địa quanh vùng 19 và xu hướng hiện tại như này thì vẫn tiếp tục đi ngang thôi. GIL được khuyến nghị đánh xổ số, và nhịp xổ số này thì đã đạt vùng giá mục tiêu đó là 70 trên 70. Với tín hiệu như thế này thì khả năng là sẽ chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Chỉnh giảm về mặt kỹ thuật, và anh chị em nào đang có GIL thì chúng ta cũng thể canh để chúng ta chốt. Trong cái mã ngành cái mã ngành công nghiệp á, thì chúng ta có một số các cái mã cổ phiếu ở trong cái thời điểm vừa qua, ví dụ như là mã cổ phiếu D2D này, NTC trước đi. NTC như thế này là mất biên rồi các anh chị này. NTC như này là canh mà bán này, không bán là ấy đây này. Đấy, NTC này là bán này. D2D đó, D2D như này đang bám biên dưới như này là cũng không không ổn rồi. Tức là cái tín hiệu mà để đánh lên ở cái vùng 60 cộng có vẻ không ổn lắm. Hơi yếu. Trong nhóm này có mã cổ phiếu IDV. IDV thì thời điểm vừa qua nó là tuyệt vời nhất. Tuyệt vời nhất, và một số anh chị em thì cũng đang nắm rồi. Hiện tại thì cũng đã đạt được cái vùng mục tiêu là 80 trên 80. Đang dự chỉnh, khả năng thì nó sẽ chỉnh một tí, nhưng mà hai phiên này thì vô rất thấp như này, không biết là có chỉnh được sâu sâu không. Đó, chỉnh được khoảng về đến vùng 75 thì chúng ta lại cover lại hàng thì đẹp. Vùng 8x chúng ta chốt một ít vào vùng 75. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái điểm test trả cung của nó ở đây thôi. Về mặt kỹ thuật là chúng ta sẽ hoàn toàn chúng ta sẽ đoán được ý đồ của nó ở đây. Hai phiên này là không có vol này, rất ok này. Đó, sang phiên thứ ba không có vol nữa, sang phiên thứ tư nó lại làm cọc vol lên, thì làm gì có giá 75 các anh chị, chắc chắn là kéo tiếp thì còn gì nữa đúng không ạ? Nên là cái câu chuyện ấy là khi mà chúng ta đưa ra một cái tình huống của mã cổ phiếu nào đó thì cần phải có thêm những cái gọi là cái mốc đúng không? Nhìn qua một số con pen nào hút cơ bản tốt ở điểm hỗ trợ 5.6, và bây giờ thì có thể tính toán ở đây là điểm hỗ trợ là 5.8, 5.8 rất khỏe, và dự kiến là từ 5.8 này thì hút sẽ tiếp tục đánh. Một số con pen trong cái thời gian vừa qua, HAR. Để chúng ta xem nào, HAR ngon quá. Đấy, chuẩn bị về đến vùng đấy, cổ phiếu của anh Quyết nhìn thế thôi, đúng không ạ? Ăn đấy. Rồi, HAR mục tiêu về đến vùng 6 cộng. AMD như nào nào? Ôi ngon. AMD này trong phiên trong tuần chạm 3.6, ui chạm đúng kháng cự. Chạm đúng vùng giá mục tiêu thì đổ một nhát, nhưng mà đổ xong lại kéo lại này.
Kéo như này thì cũng không bền đâu. Nói chung là cứ về đến cái đoạn 35, 36 này là cứ thế anh em mang hàng ra mà táng, bởi vì là chúng ta phân tích ở những cái vùng hỗ trợ thấp ở dưới này mà các anh chị. Đó. Một cái nhịp vui vui này cứ làm, ui rồi hai. Đấy, hai hôm nay sừng sững chạm vùng 3.6. Từ những cái vùng phân tích ở dưới này, đó thì từ từ vùng 3 về 3.6, 0.6 đến 3 đấy, nó cũng làm được một nhịp tương đối ổn định đúng không? HHS đấy, HHS cũng đạt luôn trong tuần 7 trên 7. Đó. Từ những cái vùng ở đây 6 mà thậm chí là HHS chúng ta còn phân tích vùng sâu hơn. Đó, 1 trên 6 là cũng được khá khá phần trăm rồi. HS thì như này thì chắc là lại về đây thôi, về 6.5 quan sát tiếp. Đó, ví dụ như vậy. ITA hôm nay test cung 7 hơi hơi kém. Test cung 7 như này kém. Phiên ngày thứ hai nó phải lấy lại được 7 thì ổn. Còn không lấy lại được 7 thì thôi chốt chốt tạm đi. Chốt tạm để chúng ta chờ những cái điểm thấp hơn thế này chúng ta gom. Hai con em DGC. DGC tín hiệu kết tuần như thế này là bắt đầu có tín hiệu vi phạm này, dòng tiền cắm đầu này, tín hiệu đường mác này, và nó bị mất cái vùng 72 năm. Như vậy thì nó sẽ đi về đây cái vùng 70, và vùng 70 sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ. Cứ gãy 70 các anh chị chốt cho Hùng, không có nắm dài. Quan điểm về mặt kỹ thuật là khi cổ phiếu bị vi phạm kỹ thuật thì không có câu chuyện dài với ngắn ở đây cả. CSV ở thời điểm hiện tại thì cũng đang đánh giá ở một cái biên ở đây, đó là biên bao nhiêu đây, biên 34, và biên hỗ trợ là biên 32, thì nó sẽ vòng vo ở trong cái vùng này thì chúng ta sẽ quan sát thêm đó. Còn tối ưu hóa lợi nhuận thì có thể gần đến vùng kháng cự, chúng ta chốt một ít gần hỗ trợ, chúng ta sẽ quan sát để chúng ta mua lại. Ngoài ra thì trong cái thời gian vừa qua thông tin thì cũng có khuyến nghị một số các cái mã cổ phiếu để đánh chen dài, ví dụ như là CTI. Đó, ví dụ như CT thì đến thời điểm hiện tại là anh em là gom hết hàng rồi, nhốt hết hàng rồi, và những cái trend lên của CT đang rất là đẹp rồi. Và trên trend tuần thì gần như CT thoát vùng 17, đó là cái vùng 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 gọi là vùng kháng cự trung hạn này đấy. Và mục tiêu của CT đang xây cho anh chị em trong team là vùng 22, khoảng quanh vùng 21.5 đến vùng 22. Nói chung là về đến vùng này thì chúng ta cũng túc tác để chúng ta chốt dần. CT thì mua rất là sớm rồi. Một số các mã cổ phiếu mà chúng ta mùng 8 tháng 3 kế hoạch chiến đấu này. Đó, ví dụ như đây. Đó. Thì tại thời điểm này chúng đang nhìn thấy CT bắt đầu ở vùng lúc lúc đó là vùng 15 năm. Bắt đầu có những cái pha chuyển hướng và khuyến nghị vùng 14.5 đến vùng 15 năm là vùng gom, và nếu mà không có giá này thì chủ động mua 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 ăn lên ở vùng 15.3, 15.4, bởi vì là khi mà cái cổ phiếu mà nó cái lực cầu mà nó kéo lên rồi thì nó sẽ rất là nhanh. Mình không 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 gom thì mình sẽ bị mất cơ hội. SKG cũng như vậy, SKG thì cũng khuyến nghị cho tất cả anh chị em ở một góc độ, đó là kênh trung hạn. Và bây giờ thì mình chỉ chờ cái cơ hội để em này em vượt thoát vùng 13 năm nữa thôi. Thoát vùng 13 năm thì sẽ mua thêm, tăng tỷ trọng 100% với tỷ trọng mình đang nắm. Còn những anh chị mà chưa mua được thì cũng không không biết như nào. Và hoặc là ví dụ như nhóm Sông Đà chẳng hạn, ví dụ SDT đó, thì đây là những cái mã cổ phiếu mà có những cái góc nhìn, gọi là góc nhìn về mặt trung hạn, và những cái vùng khuyến cự, những cái vùng mà được phân tích rất là kỹ ở trên trên Zoom đó, ví dụ như SDT chẳng hạn này, SDT đó, ví dụ như vậy. Thì ngày 16 tháng 3 thì cũng có đánh giá lại cái kịch bản của nhóm Sông Đà. Đó, thì gồm có là mã cổ phiếu SDT, SD6 và SD4, và SD6 và SD4 là hai mã cổ phiếu nhìn ở góc nhìn trung hạn. Đó, thì vì sao nó lại trung hạn, thì ví dụ như mình sẽ nói đến SD6. Mặc dù cái thanh khoản của nó không thấp, nó thấp nên là chúng ta phải 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 phân bổ một cái tỷ trọng nó vừa phải. Đó, nhưng mà đây, ví dụ như vậy thì đây cái vùng hỗ trợ từ 2 bây giờ đánh lên 4.5, thì mặc dù là mình phân tích sau một tí nhưng ông bắt đầu phân tích ở vùng 37 đến vùng 38, đấy chính là cái vùng mà bắt đầu là chiến đấu. Chính xác là như vậy, Sông Đà bắt đầu chiến đấu từ đây. Sau đó thì nó lại có những cái điểm về mặt chỉnh giảm về mặt kỹ thuật đây này, khoảng quanh vùng 41 44 4.2. 4.2 ở đây thì cũng có thể xác định là một cái điểm hỗ trợ thứ hai, gọi là điểm hỗ trợ cấp 2 trong một cái kênh xu thế trung hạn của nó. Đó, hoặc là ví dụ SD4 chẳng hạn.
Thì những cái mã cổ phiếu này thì thường thường là sẽ được phân tích ở trên Zoom trực tuyến đó, ví dụ như vậy. Thì SD4 có thể nhìn ở góc độ 5 sẽ là những cái vùng hỗ trợ rất là đẹp của SD4, và lịch sử về tạo lập của cổ phiếu này thì nó cũng đã có một cái điểm, có một cái chu trình giảm rất là dài, và từ cái điểm giảm dài đó thì chúng ta đã bắt đầu nó tạo tạo đáy trung hạn, tạo đáy trung hạn xong thì nó sẽ hình thành một cái sóng tăng trung hạn đó, ví dụ như vậy. Vì sao Hùng có thể đánh giá được cái mã cổ phiếu LSS chẳng hạn đó? LSS nó là một cái kênh xu thế trung hạn, đúng không ạ? Từ những cái vùng phân tích rất rất sâu ở dưới này mà bây giờ lên đến tận vùng 15, ví dụ vậy. Hoặc là cổ phiếu Park đó, nếu mà bây giờ AQUI miền Nam ví dụ vậy, thì từ những cái vùng 20 này phân tích này và đến bây giờ tận vùng 35 rồi đấy, nhìn thế thôi chứ nó không đi được 35, và không cẩn thận là nó lên vùng 40, tức là nó tăng 100% các anh chị đó. Thì khi chúng ta phân tích một cái trend cổ phiếu mà nó tăng 100% thì cái trend đó có được xác định là trend trung hạn không anh chị? Theo Hùng là được đó, từ những vùng như thế này đó thì nó cứ đi chậm chậm túc tắc thế thôi. Thì cái quá trình mà hình thành một cái trend trung hạn nó cần rất nhiều thời gian đó. Ví dụ LDG chẳng hạn, đúng không, anh chị cứ đang 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 hơi sốt ruột với nó, nhưng mà ở trên những cái góc độ quan điểm kỹ thuật là những cái vùng chúng ta xác định được những cái vùng gom dài thì chúng ta sẽ xác định đấy là mã cổ phiếu chúng ta đánh dài đó. Hoặc là ví dụ ITD, tại sao Hùng lại bảo ITD nó là view trung hạn đó, các anh chị có thể nhìn xem đó, nó cứ đi chậm chậm thế này thôi nhưng mà rất có thể nó đi về vùng 16 và thậm chí là nó có thể đi về vùng 18 đó. Như vậy thì từ một cái vùng phân tích ở ITD của nó ở đây đâu đó là vùng phân tích 9, cứ cho vùng 9 đi nè, đúng không ạ? Đó, mà đến lúc mà nó đi hết sóng đây thì nó sẽ đi một cái chen như này, từ vùng 9 đâu đó ở đây đúng không, và nó đi lên như này, từ vùng 9 mà lên 18 thì như vậy là chúng ta có xác định, có công nhận đây là một cái chen trung hạn đúng không ạ? Quá là trung hạn đó, nó đi được 50% là Hùng đã thấy vui rồi. Còn ví dụ nó đi cả 100% như này thì nó, hoặc là ví dụ CTI thì bây giờ cũng như vậy, đang kỳ vọng đó, đang kỳ vọng một cái kênh như vậy thì đầu tiên là 22, và thậm chí nhịp này CTI hoàn toàn có thể đi về vùng 3x đó, ví dụ vậy. Thì từ những vùng 15 mà đi về vùng 30 thì cũng 100% đó, bởi vì là vùng 14 từ lúc Hùng bắt đầu phân tích khuyến nghị chiến đấu CTI ở vùng 14.5 đó, thì góc nhìn của CTI là góc nhìn trung hạn thì hoàn toàn có thể lên được vùng 30, và khi mà nó hoàn thành được vùng 30 thì đấy đấy được xác định là một sóng trung hạn. Hoặc là SKG, Shop Đông Kiên Giang, thì đến thời điểm hiện tại đó mọi người cứ bảo nhưng mà Hùng Shop Đông Kiên Giang là từ vùng 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 10, vùng bao nhiêu nhỉ, ở đây này loanh quanh những cái vùng 10 này là đã tính chiến đấu rồi và quên đi, nói chung là không không nhớ đến nó. Và từ vùng 10 thì chỉ kỳ vọng cuối năm nó lên được 20 đấy thì cũng là 100%, thì cũng coi là một trend trung hạn đó, ví dụ như vậy. Thì đấy là ở những cái góc nhìn về mặt kỹ thuật mà Hồng Lê đã có những cái chia sẻ rất là kỹ cho anh chị em trong team cũng như cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, với một cái mục tiêu, với một cái mục tiêu đó là chúng ta sẽ chia sẻ đi, cho đi rồi chúng ta sẽ nhận lại, quan điểm như vậy thôi. Chúng ta sẽ nhận lại rất nhiều thứ, nhận lại rất nhiều thứ. Vì vậy nên là trong những cái comment rất nhiều những anh chị em đã gửi những cái lời động viên đến với cá nhân Hùng Lê, thì đấy là Hùng Lê rất là cảm ơn nó, tạo thêm những cái động lực, tạo thêm những cái neuron thần kinh tích cực ở trong đầu để chúng ta tiếp tục có những bản tin tốt hơn và đến với cộng đồng nhà đầu tư. Và Hùng Lê cũng rất mong là anh chị em của chúng ta sẽ tiếp tục chuyển tới những cái phân tích này đến với những anh chị em, bạn bè của chúng ta, người thân của chúng ta đang đánh chứng khoán để có thêm một cái góc nhìn đa chiều hơn về thị trường trong cái quá trình đầu tư. Rồi phần thứ ba thì chúng ta sẽ nói đến cái phần khá là quan trọng, thì cái phần gọi là dự báo về cái mặt xu hướng của thị trường trong cái tuần giao dịch mới. Thế thì trên góc độ kỹ thuật và trên những cái ý đồ hiện tại thì nó cũng đã khá là rõ về cái cách tạo lập của toàn thị trường. Thì nhóm banh sẽ là trụ cột để giúp cho thị trường ổn định. Đối với VN30 và VN30F1M ở trên vùng 1.200 điểm. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái nhóm nào có thể tiếp tục tiếp cái đà tăng, đó là nhóm xây lắp, thì một số các cái mã cổ phiếu nó cũng đang có cái xu hướng đánh vượt đỉnh, đang vượt đỉnh. Nhóm P thì trong tuần tới thì cũng chưa nhìn thấy nhiều động lực về mặt tăng của P, nhưng nhóm thép thì khả năng là ok. Nhóm thép, xi măng rồi vật liệu xây dựng thì cũng chưa chưa nhìn thấy nhiều lắm.
nhóm nhựa thì khả năng là sẽ tiếp tục tăng được. Và nhóm trụ thì nó sẽ có cái sự phân hóa, hiện tại thì trụ nó chưa đồng thuận tất cả các cái dòng. Thì phiên giao dịch của phiên ngày thứ hai thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ có những cái điểm test về mặt kỹ thuật, đó là phái sinh nó sẽ tiếp tục phái sinh vào VN30 đi, cũng sẽ lấy hai cái điểm đó, sẽ có những cái điểm test cung về vùng 1.195 điểm đến vùng 1.200 điểm để chúng ta kiểm tra cái mức độ cung cầu của thị trường ở cái vùng gọi là cái vùng biên trên của kháng cự. Và chỉ có khi cái biên trên này được giữ, tức là gọi là những điểm test cung kỹ thuật được thành công, thì cái đó chúng ta mới có thêm cái kỳ vọng về thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thêm những cái gọi là cái đà tăng mới. Còn đối với chỉ số VN Index thì nó sẽ có ở vùng 1.185 điểm đến vùng 1.190 điểm. Ở đây là em ý phải test cung ở trên cái vùng này, tức là giữ được ở trên cái vùng này, thì như vậy là cái cơ hội đánh tiếp của thị trường chúng ta sẽ còn. Và đối với thị trường chung thì nó luôn luôn vận động, chính vì vậy nên là hàng ngày thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá về mặt xu hướng, đó sẽ có những cái đánh giá về mặt xu hướng của thị trường, và khi nào xu hướng tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm cổ phiếu, khi nào xu hướng xấu thì chúng ta sẽ cần thiết phải hạ tỷ trọng margin, rồi chúng ta phải bán chốt lãi, vân 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 vân. Thì đấy là những cái kế hoạch mà chúng ta sẽ vạch sẵn ở trong giấy, ở trên cái danh mục cổ phiếu của mình trong một cái tuần giao dịch mới, để khi nó có những cái biến của thị trường thì chúng ta sẽ xử lý theo những cái tình huống, tức là nương theo cái thị trường và nương theo cái xu hướng của thị trường, chúng ta không chống lại cái xu hướng của thị trường. Rồi, bản tin tuần này sẽ tạm dừng tại đây, và ông Lê xin được kính chúc quý anh chị nhà đầu tư, anh em của chúng ta sẽ có 2 ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ ngơi cho nó khỏe vào để tuần tới dồn sức để chúng ta kéo VN Index lên vượt cái kháng cự 1.200 điểm. Tất cả những cổ phiếu chưa được phân tích thì các anh chị vui lòng comment ở bên dưới các bản tin, và Hùng Lê sẽ thu xếp thời gian để trả lời hết những cái thắc mắc của các anh chị trên những cái góc độ, trên những cái tinh thần đấy là chia sẻ để chúng ta tốt hơn và chia sẻ để chúng ta lớn lên. Đó, đó, và chúng ta luôn luôn chia sẻ. Rồi, thân chào và hẹn gặp lại cả nhà.